nhưng thiếu niên có cánh trên trời cao lại âm trầm nhếch miệng lộ ra đám răng nanh nhỏ sắc nhọn không thèm tránh né mười mấy đạo ngân hồng linh quang kinh người mà chỉ khẽ há mồm từ miệng hắn phun ra những luồng âm ba kim sắc tản ra một chút đã đem mười mấy đạo kiếm quang quấn vào trong dị biến xuất hiện mười mấy đạo kiếm quang gào thét một tiếng rồi ngân quang ngoài thân chờ tắt nhanh chóng trở thành những tiểu kiếm như cũ tiếp theo lắc lư trong âm ba từ trên không rơi xuống kim giáp đại hán thấy thế thì sắc mặt không còn chút máu liên hệ với hơn 10 kiện bổn mạng pháp bảo khổ tu mấy ngàn năm đã mất, hắn chưa còn kịp thi pháp tao túng phi kiếm trở về thì ở phía trên không, cánh rơi sau lưng thiếu niên đột nhiên vỗ một cái. Tiếng sấm nổ mạnh nổi lên, chương 1878, thiếu niên cùng cự hán tiếp. Thiếu niên thân hình thoáng mơ hồ rồi quỷ dị biến mất tại chỗ, chấp lên rồi hiện ra cách hai chiếc kim chu gần trong gang tấc không chút do so dự tung xong quyền đánh tới hoàn ảnh đầy trời. Oanh canh hai tiếng, chỉ một kích mà hai quyền đầu được bao phủ bởi huyết quang nhàn nhạt lại đánh cho đám ảnh hoàn dày đặc kia tán loạn. Thiếu niên lại vỗ cánh một cái, thân hình liền như tia chớp xuất hiện sau lưng đại hán, một tay thoáng mơ hồ, liền quỷ dị xuyên thủng qua lưng đối phương. Kim sắc chiến giáp vốn cứng cỏi dị thường mà không thể chống được mảy may. A, à, mấy tên hắc giáp vệ sĩ trên cùng Kim Chu thấy cảnh này thì hồn phi phách tán, bộ dáng cả đám như muốn độn quang chạy trốn. Thiếu niên xấu xí cũng không quay đầu một cánh rơi vỗ lên, một đạo quang nhận hắc sắc lớn tới cả trên trăm trường xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, chợt lóe qua một vòng, các hắc sắc giáp sĩ hết thảm một tiếng, nhanh chóng bị hóa thành từng đoàn huyết vũ rơi xuống, ngay cả Nguyên Anh cũng bị chảm diệt. Tiếp theo thân hình thiếu niên lại nhoáng lên, liền hóa thành một đoàn huyết quang hướng bay tới chiếc kim chu còn lại. Hắn chưa tới mà một cỗ huyết tinh khí đã xông vào mũi. Lão giả thấp bé căn bản không kịp phản ứng, sắc mặt nháy mắt không trở nên tái nhợt. Nhưng vừa kịp lúc này, truyền tống pháp trận đột nhiên chợt lóe bạch quang. Chiếc kim chu trong sát na đã được truyền tống đi, huyết quang do thiếu niên biến thành bắn vào khoảng không, hào quang chợt tắt liền lần nữa khôi phục chân diện. Hắn nhìn truyền tống quang trận trên còn sót lại không chung, trên mặt không khỏi hiện một tia ảo não. Một cánh rơi run lên, nhất thời một đạo cự phong đem tàn dư của quang trận quét sạch không còn. Ha ha, bức liệt, chỉ là hai gã luyện hư kỳ nhân tộc mà ngươi cũng không thể lưu lại. Khiến ta ở một bên còn phải cố gắng xem một hồi hí kịch a. Bỗng nhiên một tiếng cười to thô cạch từ sau một gốc đại thụ truyền ra, ngữ khí tràn ngập vẻ châm chọc. "Mông Man, là ngươi, ngươi tới lúc nào, không phải lôi nhưu nhất tộc thuộc nhóm thứ hai mới được vào linh giới sao?" "Hừ, nếu những người đó nếu không có pháp khí truyền thống, sao có thể chạy trốn trong tay bổn tôn giả thiếu niên xấu xí nghe vậy thì giận dữ, đưa ánh mắt quét qua cự thụ kia. Chỉ thấy cây đại thụ nhìn bình thường đột nhiên vặn vẹo một chút lại quỷ dị biến thành một cự hán thân cao năm sáu trượng, cả người da thịt xanh biếc. Cự hán này trên đầu có một đôi sừng sắc nhọn, trên mặt được bao phủ bởi một lớp lông vàng, một tấm bì giáp hắc sắc thật lớn bao bọc lấy thân hình hắn, sau lưng có một một đôi đoạn phủ kim sắc, đang dùng trào phùng ánh mắt nhìn thiếu niên. Thấy thiếu niên hung tợn chừng lại nhưng hắn vẫn cười giữ tợn, không chút hoang mang trả lời. Vừa mới không lâu, lôi nghiêu tộc chúng ta đã nhận được lệnh của thánh tổ đại nhân, cùng ma bức tộc các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên tiến vào linh giới hiện tại của ta tộc nhân cũng đã phá giới mà vào. Nói xong lời này, như đầu ma nhân thản nhiên hướng một tay về xa xa trên trời cao điểm một cái. Có chuyện này, thiếu niên được gọi lại bức liệt cả kinh, vội vàng lướt trở lại. Chỉ thấy cái động lớn đen ngòm kia đã vỡ tan, tỏa ra ma khí cuồn cuộn. Ngoài những đóa huyết sắc quang diễm bên ngoài thì có còn một con trâu rất lớn màu xanh dài tới 10 trượng. Cự như này ngoài hình thể kinh người thì trên thân còn phủ đầy những ngân sắc hoa văn quái dị, gây cho người ta một cảm giác cực kỳ thần bí. Hừ, nếu là mệnh lệnh của thánh tổ đại nhân thì không nói. Bất quá bản tôn sẽ không hành động cùng đám man như chậm chạp các ngươi. Với tốc độ của huyết bức nhất tộc chúng ta, chỉ cần mấy ngày là có thể quét sạch mọi tu sĩ nhân tộc chung quanh. Khi đó thánh tổ đại nhân có thể trực tiếp kiến tu ma thành thiếu niên hừ một tiếng phẫn nộ. Ồ, điều của bức tôn giả nói cũng là ý của ta. Bằng thực lực huyết bức nhất tộc các ngươi, có thể diệt sạch đám tồn tại nhân tộc cấp thấp, bất quá động tới cứ điểm nhân tộc khó chơi một chút thì các ngươi chỉ là vật hy sinh mà thôi há lại có thể so sánh với lôi nghiêu nhất tộc chúng ta cự hán cười lạnh một tiếng nói vậy sao chờ xem ba ngày sau tộc nào chúng ta sẽ tiêu diệt tu sĩ nhân tộc nhiều hơn thiếu niên giận dữ nói hảo mông mỗ đáp ứng nếu tộc nào thua thì thu hoạch nơi tam thành linh giới sẽ giao cho tộc còn lại trong mắt nghiêu đầu cự hán chợt lóe hàn quang nói kích trưởng vi thể, hai hàng lông mày thiếu niên dựng thẳng lành lạnh nói cánh rơi sau lưng vỗ một cái thân hình liền xuất hiện gần cự hán chia một trường chớp động huyết quang vỗ tới cự hán cười âm trầm một bàn tay như cái quạt bổ lớn đưa tới vỗ một cái phanh 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 ba tiếng trầm đục hai thủ trưởng một lớn một nhỏ tiếp xúc nháy mắt bộc phát ra kỳ quang hai màu xanh hồng thân hình hai người đều tự chớp lên vài cái liền như gặp phải độc xà bắn ra ngũ bước đâu thiếu niên vừa ổn định thân hình trên hư không liền quát một tiếng chói tai đầy sát khí tham kiến đại thống lĩnh vừa dứt lời trong hư không phủ cận truyền ra dao động nhộn nhạo năm con huyết ma rơi hình thể to lớn dị thường giống như một trận cuồng phong hiện ra những con cự bước này mở hai cánh dài hơn 10 trượng hình thể lớn đến mức đáng sợ cực kỳ đi trước tiên bắt lấy vài phàm nhân nhân tộc thiếu niên phân phó một tiếng chương 1879 quần ma sơ hiện vâng đại nhân năm con cự bước đồng thời mở miệng nhận mệnh hai cánh liền vỗ một cái hóa thành năm luồng khinh phong biến mất như đầu cự hán thấy thế thì cười lạnh một tiếng một tay vừa lật trong tay đột nhiên có một cái tù và màu vàng kim đưa lên miệng dùng sức khẽ thổi nhất thời một tiếng trầm thấp thương tạp truyền ra vang vọng khắp bầu trời tràn ngập khí tức nói man hoang không nên lời đám cự nghiêu màu xanh đang lẫn trong bầy huyết bức vừa nghe thì đều mở hai mắt màu đỏ miệng phun bạch khí đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ trong hắc khí cuồn cuộn chạy thẳng đến hội tụ quanh cự hán tiếng tù và trong miệng cự hán biến đổi trầm thấp một chút rồi phát ra tiếng bong bong sắc bén. Sau đó thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo ngân quang hướng phía xa bay đi. Ở phía sau hắn, số lượng lôi như tính bằng đơn vị hàng nghìn hóa thành một vùng thủy triều, với khí thế không thể đỡ nổi cuồn cuộn đi theo. Thiếu niên xấu xí thấy cảnh này thì khóe miệng run rẩy một chút, nhưng lập tức cũng phát ra một tiếng tiêm minh. Đám huyết bước vừa nghe thì cũng xôn xao một trận, tiếp theo như nhận được mệnh lệnh. Ào ao hóa thành hơn 10 đám huyết vân nhằm bốn phương tám hướng ẩm ý bay đi. Số lượng huyết bức lớn gấp lôi nghiêu mấy chục lần, dù hóa thành hơn 10 nhưng mỗi đội đều có trên vạn con huyết bức. Trong đó lại có hai đội huyết bức ngông nghênh theo đuổi theo phương hướng mà đám lôi nghiêu vừa đi. Dường như không chút lo lắng rằng sẽ bị đối phương phát hiện. Mà thiếu niên thì thu hai cánh, cũng hóa thành một đạo huyết quang nhập vào trong một vầng huyết vân lớn nhất, chợt lóe không thấy bóng dáng. Ma khí vẫn tuôn ra bốn phía trên trời cao, sau khi hai chủng ma thú rời đi thì nơi đây trở về yên tĩnh không một tiếng động. Bất quá sau thời gian cạn một tuần trà, ma khí kịch liệt quay cuồng một trận, bên trong truyền ra những tiếng vù vù xé gió. Lại hiện ra một đám mãng xà cực lớn toàn thân đen thùi dài ngắn không đều. Dài thì ngoài trăm trượng mà nhỏ cũng cỡ hai ba mươi trượng. Hơn nữa trên trán cự mãng có một con mắt màu đỏ tươi, đúng là một đám tam nhãn ma mãng hiếm thấy. Số lượng cự mãng tuy kém xa huyết bức cùng lôi nhiêu, chỉ có 5 sáu ngàn con nhưng khi tụ cùng một chỗ. Không ngờ lại tản mát ra khí tức đáng sợ còn vượt cả hai chủng ma thú kia. Trên lưng một con ma mãng thể hình lớn nhất hơn 300 trượng vượt trội, có một gã ma tộc cấp cao mang mặt nạ đen thùi, mặc thanh giáp. Hắn khoanh tay mà tay, lạnh lùng hướng sang bốn phía đánh giá, tựa hồ vì không thấy bóng dáng hai chủng ma thú trước mà trong mắt hơi co rụt như có chút bất ngờ. Đột nhiên hắn dẫm vào ma mãng dưới chân một cái, con ma mãng này lập tức dựng nửa thân trên, miệng phát ra tiếng lôi minh trầm thấp, theo sau trên trán nó chợt lóe huyết quang, tức thời mọc ra hai cái sừng đỏ như máu cực kỳ cổ quái. Đồng thời trên lưng cũng vặn vẹo một trận, tiếp theo mọc ra một đôi cánh màu xanh. Đám tam nhãn ma mãng thấy thế thì thân hình chấp động ma khí, cũng ngẩng đầu giống vang, giống như đang chiêm ngưỡng vương giả của chúng. Chỉ có thanh giáp ma tộc kia vẫn đứng bất động trên đỉnh đầu cự mãng, hai mắt chiếu ra tia sáng cực kỳ băng hàn. Bất quá chỉ vạn năm không thấy, con bổn mạng thần mãng này của vệ huynh lại tiến dai, chỉ sợ hiện giờ đã ngang với một tồn tại thánh giai sơ kỳ rồi. Lúc này trần một thanh âm nam tử lanh lảnh truyền ra. Tiếp theo một cỗ ác phong cuốn tới, một con quái trùng dài tới hơn hai trượng từ trong hắc khí hiện ra. Quái trùng này từ đầu đến đuôi đều được bao phủ bởi những chiếc gai tua màu tím, trong miệng lộ ra răng nanh, chân trước như lưỡi dao thật lớn, bộ dáng giống như một con bọ ngựa thật lớn. Mà trên người cự trùng cũng có một tiểu nhân cao ba tấc đang đứng. Tiểu nhân này nhìn bất quá chỉ 7-8 tuổi, trên đầu có một bím tóc nhỏ hướng lên trời, thân mặc một bộ đạo bào màu lục nhạt. Trên đầu vai còn cắm ba thanh kim sắc tiểu kiếm, hai con mắt phân minh trắng đen rõ, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nguyên lai like là hồn châu huynh, mấy năm trước ta vô tình có được một gốc linh dược quý hiếm, cấp cho bổn mạng linh mãng ăn vào thì nó mới có thể đột phá đến cảnh giới trước mắt. Chỉ mấy năm nay không gặp mà một thân tu vi của đạo hữu ngày càng tinh thuần. Ánh mắt đầy hàn quang của thanh giáp ma tộc đảo qua đứa ấu đồng, thanh âm lạnh như băng nói. Vì hành trình lần này tới linh giới, bổn vương đã chuẩn bị nhiều năm, tu vi tự nhiên cũng đột phá một chút ấu đồng cười ha hả trả lời. Nếu tộc nhân của hồn đạo hữu đã tới thì hãy cùng hành sự chăng, cho dù phụ cận nơi đây có thứ gì khó chơi, cũng tuyệt không thể ngăn cản lưỡng tộc chúng ta liên thủ thanh giáp ma tộc thản nhiên đề nghị. Bổn vương cũng có ý đó, đám hài tử, đều đi ra cho ta, ấu đồng nghe vậy thì vui vẻ ra mặt đáp ứng, tiếp theo quay đầu hướng về ma khí quát một tiếng chói tai. Vừa dứt lời, trong ma hải lại vang lên tiếng động vù vù, ban đầu còn nhỏ nhưng sau một lát liền giống như sóng dữ mãnh liệt. Hằng hà xa số ma trùng chi chít từ trong hắc khí tuôn ra. Đám ma trùng này tuy thể hình nhỏ hơn nhưng có bộ dáng giống hệt con bọ ngựa cực lớn dưới chân ấu đồng kia. Số lượng lại đông đúc phô thiên cái địa, liên miên không dứt trào ra từ trong ma khí, sau thời gian một bữa cơm mới chấm dứt. Lúc này ma trùng cơ hồ trải rộng khắp tầng trời thấp, từng đôi cánh tím ngắn chấn động số lượng chừng bảy tám chục vạn, đàn ma trùng khổng lồ như thế, từ xa nhìn lại thì cho dù tu sĩ hợp thể cũng tuyệt phải hoảng sợ. Thanh giáp ma tộc lại coi như thường, trong miệng quát khẽ một tiếng. Đám tam nhãn cự mãng vây quanh ào ào kích bắn xuống mặt đất. Linh quang chấp động liền quỷ dị nhập vào trong đất, không thấy bóng dáng. Còn hắn thì dùng mũi chân điểm một cái, cự mãng dưới chân liền hóa thành một đạo thanh quang bắn xuống mặt đất. Ấu đồng thấy thế thì cười hắc hắc, trong miệng phát ra một tiếng thét dài trùng đàn cực kỳ đáng sợ được nghe thì xôn xao một trận. Sau đó hóa thành một đám trùng hải khổng lồ đuổi theo. Thời gian kế tiếp lại có những đàn ma thú khác nhau, liên tiếp từ trong ma khí lao ra. Những đám này đều do ma tộc cao cấp cầm đầu dẫn dắt, cực kỳ hứng thú tràn ra các phương hướng khác nhau. Theo hành động của chúng thì xem ra không có mục tiêu cố định. Trừng 13 đợt ma thú chiều bay đi, trời cao cuồn cuộn ma khí rồi khôi phục sự bình lặng. Nhưng sau nửa canh giờ, trong ma khí lại truyền đến động tính. Bên trong mơ hồ truyền ra từng trận chống đánh trầm thấp, tiếp theo tiếng gầm rú nổi lên. Khắp ma hải trở nên quay cuồng, từng đạo điện hồ màu bạc chợt lóe lên cùng tiếng sấm nổ ầm vang. Đồng thời không gian kịch liệt dao động, ở chỗ sâu tiếp tục truyền ra ma khí. Ma hải rộng lớn lại uốn khúc rồi mở rộng hơn tới ba phần. Tiếp theo từ bên trong bắn ra hàng trăm ma vật vô cùng khổng lồ. Đám này toàn thân đen nhánh, ngoài thân minh ấn những phù văn màu bạc lóng lánh thật lớn. Chúng có hình những cự tháp hình tam giác, nguyên cái đáy đã to chừng trăm dặm, kịch liệt dao động phá giới mà đến, giống như một tòa thành nhỏ từ trên trời giáng xuống. Bất quá đám khổng lồ này hàng lâm không phải dễ, mỗi tòa tháp vừa hiện ra trong nháy mắt, đồng loạt bị các đạo điện hồ màu bạc trong ma khí không ngừng cuồng kích, khiến chúng xoay tròn vặn vẹo như muốn tan ra. Có điều đám phù văn ở ba mặt của cự tháp chấp động một hồi, đã triệt tiêu hết thảy công kích, sau đó trong tiếng nổ ầm ầm đã rơi xuống trên mặt đất. Nơi chúng hạ xuống, không kể là đồi núi hay là ao hồ rừng rậm, nháy mắt đều bị biến mất. Thanh thế cực kỳ kinh người, Trừng hơn nửa canh giờ sau, đám cự vật mới nhất nhất rơi xuống hết. Tiếp theo tiếng gầm rú lại vang lên, trên vách đá của cự tháp hình tam giác, phù văn màu bạc chấp động rồi một cánh cửa cực lớn màu bạc cũng xuất hiện, sau đó mới chậm rãi mở ra. Từ trong cửa tháp truyền ra tiếng chống trận cùng những tiếng ẩm vang. Tiếp theo những chiếc chiến chu một cột đen thùi từ cánh cửa cực lớn trong chen trúc mà ra. Các chiến chu dài hơn 10 trượng được một tầng hắc quang bao phủ, ở hai bên thành thuyền có minh ấn một đám pho tượng ma thần giữ tợn dị thường, đồng thời có mấy chục lưỡi dao rất dài, sắc bén sắc bén dị thường mọc ra. Xuyên thấu qua hắc quang, mơ hồ có thể thấy được bên trong có năm sáu tên ma tộc mặc hắc y hoặc thanh giáp. Cả một đám cầm trong tay lưỡi dao sắc bén ngồi ngay ngắn. Đám chiến chu xoay quanh bay lượn trên không, vây quanh cự tháp. Mà sau khi các cự tháp thả ra trên trăm chiến chu màu đen thì từng đội ma tộc giáp sĩ mặc hồng giáp, sau lưng có mọc hai cánh bay ra trong tay bọn họ hoặc cầm trường mâu hoặc cung tên, linh quang nơi cánh cửa lại chợt lóe, lại thêm vô số đạo kinh hồng màu sắc khác nhau kích bắn ra. Độn quang chợt tắt, một đám bộ dáng giống hệ nhân tộc hiện ra giữa không trung. Những người này nam có nữ có phục sức khác nhau, có trường bào đoản bào, thậm chí còn có kẻ trực tiếp ở trần. Nhưng trên người đám này quay cuồng ma khí, trong mắt lóe ra hàn quang. Có mấy người lập tức nhoáng lên rồi thân hình chấn động. Giang giác loạn hưởng một hồi liền biến thành bốn cánh tay cùng cái đầu thứ hai, Gương mặt dữ tợn đáng sợ giống như quỷ quái. Sau khi biến thân thì đám ma nhân này cực kỳ hưng phấn, lưỡng thủ dương lên trời cao phát ra những tiếng gầm nhẹ. Không gian tràn ngập mùi máu tanh, giống như khó có thể nhẫn nại ý giết chóc. Chương 1880, ma triều mãnh liệt. Một số kẻ còn chưa biến thân, vừa thấy bộ dáng đồng bọn như thế thì phân nửa đều dùng ánh mắt xem thường quét qua. Còn có một số người, tuy bộ dáng bình tĩnh nhưng khi đưa mắt nhìn bốn phía thì trên mặt mơ hồ hiện vẻ kích động trong đó có mộ lão giả tóc đỏ mũi ưng, nhìn cảnh sắc xanh biếc xa xa thì thần sắc phức tạp, lại dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy tự nói hai câu. Không ngờ khi lão phu sinh thời lại một lần nữa được thấy những thứ này. Như thế dù chết trận nơi đây cũng không gì tiếc nuối. Sa huynh, sao ngươi lại bi quan như thế? Không phải thánh tổ đại nhân đã sớm truyền lệnh, lần này rất khác biệt với những thánh tế trước kia, có thể nói thánh tộc có cơ hội chiếm cứ hoàn toàn linh giới. Nếu lập được công lớn trong thánh tế, liền có thể xin lưu lại nơi đây đối với những tu sĩ phi thăng lên ma giới từ nhân giới như chúng ta có thể là cơ hội ngàn năm một thuở thanh âm của lão giả tóc đỏ tuy cực thấp nhưng đã bị một lão giả thân mặc hắc sắc ma bảo nghe thấy lão này lưng mang một cái đai kim sắc cười hắc hắc nói lời này của tam dương huynh rất đúng ta đã phi thăng đến chân ma giới thì cũng là một thành viên của thánh tộc bất quá sau đại chiến nếu có thể ở lại linh giới thì thật là thiên đại cơ duyên Thần sắc lão già tóc đỏ vừa động vật đầu, một số người đang xì xào bàn tán thì lúc này trong cự tháp bỗng truyền ra tiếng vang ầm ầm, tiếp theo tiếng bước chân cực kỳ nặng nề nối tiếp truyền ra. Bốn phía chợt lóe ngân sắc phù văn, từ giữa đi ra một đội ma vật chưa bao giờ thấy qua. Đám ma vật này da thịt xám trắng khô nứt, toàn thân không có một cọng lông tóc nào, giống như quái vật do các khối nham thạch tạo thành, nguyễn cứng nhìn ra hình người nhưng trên đầu vai có mọc bốn cánh tay thô to, to. Mỗi lần bước đi là khiến mặt đất phủ cận đều bị rung lên nguyên cả một đám có sức nặng kinh người. Thạch ma cao chừng hơn 10 trượng, từ trong mỗi tòa cử tháp đi ra đông đúc tới cả ngàn tên, chúng thành thành thật thật xếp từng hàng bất động phía trước tháp. Nhưng khi một gã ma vật gầm nhẹ, toàn thân thạch ma chấp động hào quang màu xám cho, thân hình nhìn như cứng rắn dị thường lại biến thành bùn đất nhão, ào ào nhập vào mặt đất không thấy bóng dáng. Một lát sau, toàn bộ mặt đất trong phạm vi ngàn dặm bỗng nhiên chấn động, tiếp theo ở nơi nào đó chợt ầm ầm toác ra. Hoàng quang chấp động trong tiếng tiêm minh, tức thời những dãy tường đất đột một hiện lên liên miên không dứt sau thời gian uống cạn một tuần trà thì một bức tường thật lớn dài chừng trăm dặm mọc lên từ mặt đất tường này cao tới trăm trượng mặt ngoài thô sơ dị thường lại không ngừng có đất cát rơi xuống một bộ lắc lư như sắp đổ nhưng vào lúc này phía trước chấp động linh quang những thạch ma màu xám trắng đột một chui lên từ dưới đất bốn cánh tay huy động không ngừng chụp về phía tường đất một màn kinh người xuất hiện từng cột sáng to như cái bát bắn tới ầm ầm đánh vào các nơi trên tường đất trong phút chốc những tiếng phốc phốc nổi lên cột sáng đánh vào đâu là quang hoa sám trắng nở rộ rồi lan tràn bốn hướng xung quanh linh quang màu sám trắng cuốn qua chỗ nào đất cắt xốp vụn nơi đó lại biến thành thiết thạch cứng rắn màu sám trắng như vậy là đám thạch ma này có được thần thông hóa đất thành đá kể từ đó dưới vũ điệu của đông đảo cánh tay thạch ma trong khoảnh khắc tường đất dài tới cả trăm dặm liền hóa thành tường thành không chê vào đâu được ở phương hướng còn lại cũng có tiếng gầm rú không ngừng một đám thạch ma khác cũng dùng thủ pháp tương tự dễ dàng xây nên một bức tường thành khác ngắn ngủi trong một canh giờ hết thảy không gian trong phạm vi mấy vạn dặm đều bị thạch tường thành vây lại lúc này trong các cửa tháp hình tam giác lại bay ra các đàn quỷ ảnh mơ hồ bị hắc khí bao phủ đám quỷ ảnh lướt nhẹ như gió thoảng giống như là vô hình chi thể nhất nhất bay đến tường thành rồi thân mình dán vào trong đó trên vách tường bỗng hiện ra một đám pháp trận lớn nhỏ không đều kiểu dáng giống hệt nhau, như là cùng một người ấn ký vào. Làm xong hết thảy, các quỷ ảnh lại chui ra trên tường thành, không quan tâm tới đám ma tộc khác mà như ong vỡ tổ quay trở về trong cự tháp. Liền như vậy theo thời gian, một đại thành sừng sững dựng lên ở phía dưới Ma Hải. Lấy trăm tòa cự tháp làm trung tâm, đám thạch ma không biết mệt mỏi kiến tu, nhất nhất dựng lên thêm một số kiến trúc kiểu dáng kỳ lạ. Cũng có một số ma tộc cấp cao chậm rãi bố trí những cấm chế huyền diệu. Từng tầng cấm chế dao động, không lâu sau liền bao phủ toàn đại thành. Bỗng tòa cử tháp gần trung tâm đại thành nhất chợt lóe linh quang, lại quỷ dị khai mở ra. Tiếng vang ầm ầm nổi lên, một tế đàn thật lớn màu đỏ thấm giống như dùng máu tươi tưới lên chậm rãi dâng cao tại nơi đó. Bốn phía tế đàn minh ấn những văn tự cổ đại không thể hiểu được, lúc này có thể cảm nhận được một cỗ huyết tinh khí nồng đậm sộc thẳng vào mũi. Càng thêm quỷ dị chính là, có một đại nhân ảnh cả người bị một tầng huyết quang bao phủ đứng thẳng tắp ở trung tâm tế đàn, vừa thấy nhân ảnh này xuất hiện, không kể ma tộc cảnh giới bốn phía hay là đám có thân phận cao cấp đều cung kính quỳ xuống thi lễ. Những ma tộc ở chỗ xa hơn thấy bộ dáng những kẻ khác như vậy, tự nhiên cũng giật mình quỳ thấp người khúm núm. Bái kiến huyết quang thánh tổ, một lát sau, một thanh âm thẳng hướng lên chín tầng mây vang vọng khắp tòa đại thành không dứt. Có điều nhân ảnh trong huyết quang trên tế đàn lại thờ ơ, chỉ dùng ánh mắt thản nhiên quét bốn phía một chút, hai mắt liền nhíu lại nhìn ma hải trên trời cao. Ánh mắt vô cùng chói lóa, Giống như hai ánh tàn nguyệt lưu lại trên không khiến người không thể quên. Đột nhiên một cánh tay vừa nhấc, một bàn tay tinh oánh lộ ra tùy ý phất một cái. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa, ma hải trên cao giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ trên trời hung hăng chảo xuống. Ma khí lại kịch liệt cuồng động, hào quang chợt lóe rồi một cây ô trượng đầu quỷ thân giao, quanh thân trải rộng hoa văn quỷ dị, trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống tế đàn. Ánh mắt huyết ảnh chợt lóe, bàn tay tinh oánh co lại, năm ngón tay thoáng động tức thời ô trưởng lớn tới cả hơn trăm trượng lưu chuyển phù văn xung quanh, ngay khi đang rơi chợt thu nhỏ chỉ còn hai trượng, hạ vào trong tay huyết quang thánh tổ. Đưa ô trưởng dơ ngang trước người, trong miệng huyết ảnh truyền ra pháp chú trầm thấp khó hiểu. Lại do dùng ngôn ngữ bản thổ ma tộc niệm ra, càng khiến người ta có cảm giác thần bí khác thường. Theo chú ngữ, quỷ đầu trên ô trượng chợt mở đôi mắt màu bạc, tiếp theo há mồm phun ra một vùng những phù văn đen nhánh. Chúng đón gió nhoáng lên, liền hóa thành từng đóa cờ hoa hắc sắc, trôi nổi ra các nơi. Một lát sau, các đóa cử hoa liền trải rộng mỗi góc đại thành. Lúc này hai tay huyết quang thánh tổ trà sát ô trược, nó liền hóa thành một đạo ô quang quỷ dị. Ô quang chấp động, từ trong tỏa ra những vòng sóng linh lực lan ra bốn phương tám hướng. Các hắc sắc cử hoa gặp phải sóng âm thì phốc phốc nở ra, hóa thành những vùng ma khí đen như mực tán loạn đi. Trong nháy mắt, cả tòa đại thành đều bị ma khí khôn cùng bao phủ vào trong. Đám ma tộc đang cúi lại, thân trong ma khí thì thần sắc đại chấn, vô luận pháp lực hay thể lực đều khôi phục nhanh hơn nửa so với bình thường. Trong ba ngày, phải kiên tu cho hoàn thành ba tòa thánh thành khác rồi chỉnh đốn. Chờ bảy ngày sau khi mọi người thủ đến đông đủ, lập tức tiến tới cứ điểm lớn nhất và gần nhất của nhân loại tu sĩ. Hai tay huyết quang lão tổ chấp sau lưng, gương mặt chấp lên một trận huyết quang lành lạnh nói. Cần tuân pháp chỉ, bị ma khí bao phủ trong đại thành, vô số ma tộc cấp cao trăm miệng một lời hoan hô, cũng là một màn tương tự diễn ra ở các địa phương có ma chướng của nhân yêu lưỡng tộc. Trong đó tại chỗ ma chướng lớn nhất, gần một tòa thành trì của nhân tộc kiến tu dựa vào một cây đại thụ vĩ đại dựng thẳng lên trời xanh. Vài tu sĩ hợp thể đứng ở trên một tòa lầu các ở một nhánh đại thụ, trên cao nhìn xuống ma hải cuồn cuộn vô bờ xa xa, sắc mặt đều trầm tĩnh dị thường. Tại một địa phương ở ngoài Thiên Nguyên Thánh thành khoảng ngàn dặm, có hai gã tu sĩ một tăng một đạo đang thao túng một cái gương đồng cùng một cái bát tròn, bắn ra hàng vạn đạo sáng mờ ảo, tùy ý đánh chết một đám ma vật đầu rắn thân ngựa. Nhưng bỗng phía chân trời xa xa truyền đến một trận tiêm minh nổi giận, một cơn ma phong với tốc độ không thể tưởng tượng nổi cuồn cuộn mà đến. Đi, cao dài ma tộc sắp tới đạo sĩ thấy cảnh này lập tức quát một tiếng. Tiếp theo hắn không chút do dự cùng tăng nhân chợt lóe linh quang ngoài thân, hóa thành hai đạo kinh hồng hơn 10 trượng dài kích bắn mà đi, phương hướng bỏ chạy chính là thiên nguyên hoàng thành. Trên một vùng bình nguyên khô vàng hoang vắng của yêu tộc, hai đám đại quân đang liều mạng chém giết. Một bên là một bầy sói u âm tới cả 10 vạn con, bên kia là đàn ma sư màu lam nhà tới cũng tới vạn con. Các cự lang thân dài tới mấy trượng, trong mắt chấp động xanh biếc u quang nhưng chỉ là yêu thú cấp thấp. Đám ma sư lam sắc thì hình thể lớn hơn, đỉnh đầu có một chiếc sừng ngắn cỡ hơn tắc đen thùi, trong miệng thỉnh thoảng phun ra hỏa cầu nhũ băng công kích đối thủ. Mà ở trên không trung của thú chiến, mấy ngàn con ưng khổng lồ màu trắng cùng một đám song đầu phi xà đang tranh đấu cực kỳ thảm thiết. Bạch Hưng huy động một đôi cương chảo, ngân hồ quấn quanh cùng phát ra tiếng lôi minh. Còn song đầu phi xà thì há mồm, từng đoàn nọc độc dị thường bắn ra khắp nơi. Thỉnh thoảng song phương đều có yêu thú từ không trung rơi xuống, nhưng một khi ngã vào chiến đoàn trên mặt đất thì nháy mắt đã không còn hài cốt. Chương 1881 mà tới dưới thành. Ở hơn nghìn dặm phía sau chiến đoàn, lại có một số yêu tộc hóa hình cùng cao giai ma tộc. Bọn họ vẫn chưa ra tay mà lặng lẽ nhìn đại chiến phía dưới, chỉ là kềm chế lẫn nhau mà thôi. Trên một vùng biển, ở phía gần một thành thị cô độc trên một tòa cự đảo đang cuồn cuộn hắc khí minh mông vô bờ. Ở trong hắc khí không ngừng chấp lên vô số ma ảnh, phảng phất như ẩn dấu thiên quân vạn mã trong đó. Bỗng nhiên ở một chỗ sâu trong đáy biển quanh cự đảo, truyền ra một tiếng huyết như rồng ngâm, vang vọng cả không trung. Tiếp theo cuồng phong gào thét cùng sóng giữ mãnh liệt trên mặt biển, một con thú màu xanh thể hình lớn tới cả vạn trượng từ đáy biển nổi lên. Con thú khổng lồ này toàn thân gồ ghề, được phủ kín bởi rong biển màu xanh cùng đá vụn căn bản nhìn không ra tướng mạo sẵn có nhưng hai con mắt đục ngầu trợn lên, lạnh lùng nhìn lướt qua hướng hắc khí xa xa, cái miệng khổng lồ giống như vực sâu không đáy liền há ra. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, cả vùng biển chợt chấn động dữ dội. Một đạo lam sắc quang hà từ cái miệng khổng lồ tuôn ra, sau đó nhoáng lên một cái đã hóa thành một cơn lốc lam sắc phô thiên cái địa, ùn ùn cuốn tới hắc khí dọc theo mặt biển. Trong hắc khí có số lượng ma thú tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng khi cơn lốc gần như thiên địa chi lực thổi quét qua thì không chút lực chống cự, thân bất do kỳ mà bị hút vào. Thậm chí do một lượng lớn nước bị cái mồm khổng lồ kia hút vào, mực nước biển lại hạ thấp xuống. Cái đầu thật lớn đem vô số ma thú như vậy nhất nhất nuốt. Hai mắt nhắm lại rồi chậm rãi chìm xuống đáy biển, nháy mắt mặt biển liền lần nữa trở nên gió êm sóng lặng, giống như tầng ma khí minh mông cuồn cuộn căn bản chưa từng xuất hiện. Trên một tòa tháp ở cự đảo xa xa có một bóng người thân hình cao lớn, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hết thảy. Thiên huyên Thành, Hàn Lập khoanh chân ngồi trong tầng tháp cao nhất, song thủ khắp quyết. Trước người trôi nổi một cái hồ lô kim sắc cùng một bộ vạn kiếm đồ tỏa ra kim quang. Hai mắt hắn khép hở yên lặng như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Bỗng nhiên ánh mắt mở ra, pháp quyết trên tay biến đổi, một ngón tay điểm vào phía trên hồ lô kim sắc. Tức thời hồ lô rung lên rồi chợt lóe linh quang, hiện ra một đám phủ văn ngũ sắc diễm lệ cực kỳ. Tiếp theo một trận thanh âm vù vù truyền ra, hồ lô mở ra rồi quang hà chợt lóe. Từ bên trong ảo ảo bay ra năm thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau gồm kim, hoàng, thanh, hồng, lam. Mỗi thanh chỉ dài hơn tất nhưng tinh oánh thiểm thước, tản ra sắc màu có vẻ thần bí vạn phần. Hàn lập liền bắt kiếm quyết, mâm thanh phi kiếm ông ông một trận thanh minh, liền chia nhau kích bắn lên hướng trời cao, tự biến ảo thần thông. Chỉ nghe phốc một tiếng muộn hưởng, thanh phi kiếm màu đỏ đậm cuồn cuộn hỏa diễm, lại biến thành một con hỏa xà dài hơn trượng bay múa không ngừng. Mà phi kiếm lam sắc thì bay quanh, liên tiếp có thủy khí màu lam tán phát ra. Nơi hư không phụ cận, phút chốc hình thành những đám mây mù lưu chuyển, khó còn thấy được bản thể của nó. Bất quá thanh thế kinh người nhất vẫn là hoàng sắc phi kiếm. Kiếm này rung động biến thành hơn 10 triệu, đồng thời bên ngoài lưu chuyển linh quang, hiện ra tầng tầng vật hoàng sắc cứng rắn. Từ xa nhìn lại giống như một thạch kiếm thật lớn màu vàng đất. Nó bay múa khiến hư không phụ cận đều vù vù không thôi, uy lực rõ ràng cực kỳ kinh người. Về phần kim sắc phi kiếm cùng thanh sắc phi kiếm, ngoài hào quang chói mắt thì chưa có biến hóa gì lớn. Năm thanh phi kiếm truy đuổi bay múa trên không trung, có vẻ linh tính kinh người. Hàn Lập với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng khác thường nhìn về phía chúng, thúc giục đám phi kiếm bay múa một hồi thì khắp kiếm quyết. Năm thanh phi kiếm nhất thời lần nữa trở về trạng thái cũ, gào thét một tiếng rồi bị kim sắc hồ lô hút vào. Lúc này Hàn Lập mới xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào tấm vạn kiếm đổ bên cạnh, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Ngay sau đó hắn liền nâng tay, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Chúng chợt lóe rồi nhập vào trong kiếm đồ không thấy bóng dáng. Kiếm đồ lập tức truyền ra từng trận tiêm minh, tiếp theo mặt trên đại phóng kim quang. Vô số tiểu kiếm minh ấn trên đó dần dần vặn vẹo chấp động. Bắt đầu là hơn 10 thanh nhưng về sau thì trên trăm thanh rồi tới hơn một ngàn. Chỉ trong chớp mắt, các tiểu kiếm trên kiếm đồ liền như sống lại. Hàn lập quát khẽ một tiếng, há miệng phun ra một đạo linh khí minh mông, cũng chợt lóe nhập vào trong kiếm đồ. Vạn kiếm đồ tức thời bộc phát ra một cỗ sát khí chi âm sắc nhọn. Vô số đạo kiếm ảnh kim sắc tựa như thủy triều tuôn ra. Trong khoảnh khắc, đám kiếm khí kỳ hàn bức người này liền đem cả tòa đại sảnh bao phủ lại. Thân sắc hàn lập vừa động, trên trán chợt lóe hắc quang. Phá diệt pháp mục hiện ra, những tia hắc quang u tối lưu chuyển không ngừng, một cỗ thần niệm chi lực khổng lồ từ giữa con mắt bạo phát ra, cũng thoáng chốc nhập vào trong vạn kiếm đồ. Trong phút chốc, Đại sảnh chợt lóe trên vạn kiếm ảnh kim sắc, bị thúc dục mà động, từ từ chuyển động vây quanh hắn. Mới hiện thì chậm chạp nhưng cơ hồ chỉ sau một nhịp hô hấp, các kiếm ảnh liền linh hoạt tự nhiên, bay lượng khắp nơi ở đại sảnh, mơ hồ hình thành một kiếm trận khổng lồ. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe rồi biến đổi pháp quyết, hắn đang muốn điều động pháp lực khổng lồ thúc dục kiếm ảnh thì đột nhiên vạn kiếm đổ dung lên, lại phát ra âm thanh trầm thấp, linh quang chợt tắt mà trở nên ảm đạm vô số kiếm ảnh kim sắc đang bay múa nơi nơi trong đại sảnh liền gào thét một tiếng, ào ào trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng chợt lóe tán loạn tiêu thất. Cơ hồ cùng lúc đệ tam hắc mục trên chán hàn lập cũng chợt lóe không thấy. Sắc mặt hắn hơi đổi, nhìn vào vạn kiếm đồ thì chân mày nhíu lại. Kim sắc hồ lô kia là hắn thu được trong cấm địa quảng hàn giới, có thể là pháp khí của tiên nhân lưu lại. Hắn đương nhiên không dám coi khinh, vẫn chậm rãi nghiên cứu tuy luyện chế phương pháp pháp khí này hoàn toàn khác biệt so với nhân giới cùng linh giới hơn nữa tựa hồ phi kiếm chưa luyện chế hoàn thành cũng may hiện giờ hắn đã nắm giữ kim triện văn cùng ngân khoa văn do vậy vẫn hiểu rõ vài phần trong đó kết quả hắn dựa theo những điều tự lĩnh ngộ vận dụng một số tài liệu ngũ hành thuộc tính quý hiếm rốt cục miễn cưỡng luyện chế hoàn toàn bộ bảo vật này ban đầu trong hồ lô đơn thuần chỉ là phi kiếm kim thuộc tính có điều hiện tại hàn lập đã luyện chế ra một bộ phi kiếm ngũ hành luận uy lực của chúng đương nhiên không thể so sánh với bảo khí của chủ nhân ban đầu nhưng khẳng định cũng không dưới linh bảo bình thường bất quá bộ tiểu kiếm này tuy không tồi nhưng đối với thân gia hiện tại của hàn lập thì không có bao nhiêu tác dụng hắn tính nghiệm chứng bảo vật này khi thấy không có vấn đề sẽ ban cho đám môn hạ đệ tử về phần dị tưởng vừa rồi do tấm vạn kiếm đổ hiện ra cũng là hàn lập linh cảm trong bí thuật ngoại tộc dùng một phương pháp đặc thù tiến hành tế luyện kiếm khí kinh người ẩn chứa trong đó một phen như vậy có thể thao túng chúng như pháp bảo bình để công địch kiếm khí trong kiếm đồ chính là của chân tiên giới nếu có thể khu động hoàn toàn thì uy lực to lớn cỡ nào có thể nghĩ cho dù là hợp thể tu sĩ thân trong vạn kiếm khí cũng tuyệt không thể may mắn chạy thoát nhưng đáng tiếc phương pháp quá tốn thời gian lúc trước hắn đều dùng phần lớn thời gian để tu luyện tăng tiến pháp lực đến giờ mới tế luyện xong có một nửa hơn nữa bởi kiếm khí là vật tiêu hao theo số lần sử dụng thì từ từ kiếm đồ sẽ bị hủy đi mà hắn cũng chưa tìm hiểu thấu đáo kiếm quyết ẩn chứa trong vạn kiếm đồ. Cho nên sau này dù tế luyện hoàn thành, nếu không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ thì tuyệt sẽ không vận dụng. Hiện tại Hàn Lập điều khiển vạn kiếm đồ thất bại, tâm niệm chuyển động, đang cân nhắc thử thêm một lần thì đột nhiên thần sắc vừa động, bàn tay hướng phía sau một chảo. Vù một tiếng, một đoàn hỏa quang từ đại môn kích bắn tới, chợt lóe rồi rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Năm ngón tay hợp lại, hỏa quang bạo mở rồi trong hỏa diễm truyền ra thanh âm dồn dập của hải đại thiếu. Sư tôn, vừa rồi trưởng lão hội phái người tới mời lão nhân ra đi quan thiên thai. Tựa hồ ma tộc đã tới thành, hơn nữa còn có cao dai ma tộc xuất hiện. Cao dai ma tộc, cũng tốt, xem như tới kiến thức một lần đi. Hàn lập nghe vậy kinh ngạc nhưng trên mặt vừa hiện sát khí, lại tự thì thầm vài tiếng. Chỉ thấy tay áo bảo rung lên, đem kim hồ lô cùng vạn kiếm đồ thu lại. Đồng thời ngoài thân hắn lóe lên kim quang, hóa thành một đạo kim hồng kích bắn mà đi. Kim hồng từ trong tháp phi độn ra, liền hướng thiên uyên thành bên cạnh. Với độn tốc nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nửa canh giờ sau đã thấy những bức tường thành hùng vĩ cao lớn. Giờ phút này không chung bên ngoài tường thành cuồn cuộn ma khí, không thấy một tia dương quang, tựa hồ bị người dùng pháp lực quảng đại che khuất phần kiêu dương. Phía dưới ma khí truyền đến từng trận tiếng chống thúc sụp lòng người. Mà trong thiên uyên thành cũng là tiếng kèn liên tiếp phập phồng, trong mỗi cự tháp hoặc chạy hoặc bay ra các đội giáp y lực sĩ cùng tu sĩ. Trong tay đám này cầm binh khí hoặc pháp khí, trực tiếp bay ra như đã sớm chuẩn bị phòng thủ. Cả một đám thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trên một bức tường thành thật lớn có một tòa tế đàn, theo tiếng gầm rú có một pháp trận từ từ hiện lên. Lúc này trên đài cao có những khối viên bàn cực lớn hoặc là những cột trùy thẳng tắp, chung quanh còn có 7-8 tu sĩ vận trường bào thúc thủ mà đứng. Trừ cái đó ra, trên không quầng sáng thật lớn đang bao phủ thiên uyên thành, giờ phút này lại chiếu ra vạn đạo quang hà, một tòa cung điện bạch ngọc phập phù hiện ra. Trung quanh cung điện có vô số ngân sắc phù văn quay cuồng, hơn nữa có những thân ảnh chấp lên, mơ hồ có thể thấy vô số giáp sĩ đang đứng sừng sững. Mà trên đỉnh tòa bảo tháp cao nhất trong cung điện, có một chiếc gương kim sắc đường kính 10 trượng cổ kính được khảm ở đó. Giờ phút này tấm gương chiếu ra hào quang chói mắt, hóa thân làm một vầng thái dương kim sắc, chiếu rọi hơn phân nửa thiên nguyên thành. Không kể lực sĩ hay là tu sĩ nhân tộc, nháy mắt khi kim quang chiếu lên thân thể thì tinh thần lập tức phấn chấn, trong lòng này lên dũng khí không hiểu, lòng tin khắc địch chợt gia tăng. chương 1882, Nhân Ma Chi Chiến 1 Hàn lập nheo hai mắt nhìn về phía bạch ngọc cung điện trên trời cao rồi độn quang chợt lóe, trong nháy mắt bay thẳng đến phía đó. Hắn chưa tiếp cận cung điện nhưng những người ở trên đã phát hiện ra. Lúc này mấy chục gã thanh sắc giáp sĩ dưới sự dẫn dắt của một kim giáp thiên vệ từ trên bay ra, cẩn thận đón chào xin hỏi có phải là hàn tiền bối vãn bối phụng mệnh các vị trưởng lão cung nghênh tiền bối đến quan thiên thai hội tụ ánh mắt kim giáp vệ sĩ vừa đảo qua dung diện hàn lập thì lập tức dừng độn quang thi lễ hỏi không sai chính là hàn mố ngươi hãy đi trước dẫn đường hàn lập chờ tắt độn quang thân hình hờ hứng hiện ra nói vâng mời tiền bối kim giáp vệ sĩ khẽ cúi thân mình kính cẩn nói bộ dáng các giáp sĩ khác cũng lễ độ cung kính khoanh tay mà đứng hai hàng phía sau hàn lập cũng không khách khí trong đám giáp sĩ vây quanh liền bay thẳng đến một tòa bình đài cao lớn trên cung điện ở trên bình đài có kim việt thiền sư cùng mấy trưởng lão thiên uyên thành mà hàn lập từng gặp một lần tất cả đều ở trên cao nhìn xuống đám ma tộc đang ở ngoài thiên uyên thành bọn họ vừa thấy hàn lập bay tới thì trên mặt đều lộ vẻ tươi cười lên tiếng tiếp đón hàn đạo hữu rốt cục ngươi đã đến lần này ma tộc khí thế hung hãn so với lần ma kiếp khác thật khác biệt xem ra lời đồn thật không giả kim việt thiền sư giao hảo với hàn lập không tệ trong miệng niệm một tiếng a di đà phật sau liền lo lắng nói thẳng sao chẳng lẽ có rất nhiều cấp cao ma tộc xuất hiện hàn lập thầm dùng mình nhưng trên mặt bất động thanh sắc hỏi một câu rốt cuộc tình hình thế nào đạo hữu quan sát sẽ biết kim việt thiền sư lại hướng về xa xa chỉ một ngón tay chân mày hàn lập vừa động cũng không nói mà ánh mắt nhìn lại thân ở trên cao như thế tình hình mà trong thành vốn không thấy rõ thời khắc này lọt hết vào trong mắt liếc mắt một cái, chỉ thấy ngoài tường thành hơn 10 dặm lộ ra từng đội ma thú dữ tợn. Cả đám miệng phun sương mù cùng gầm gừ không thôi, số lượng đông đúc khiến người ngứa ngáy cả ra đầu. Mà tại trung tâm đám ma thú có năm con thân thể siêu đại như những ngọn núi cao. Chúng nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, dùng ánh mắt âm trầm đánh giá thiên uyên thành. Rõ ràng là một con cự viên toàn thân đỏ sẫm và hai con oa như bạch sắc. Tiếp theo là một con cự cầm màu đen có lông cánh như những lưới cương nhận cuối cùng là một con ma xà tử sắc có ba đầu. Đám ma thú chung quanh đều tránh xa năm siêu đại ma thú này, tựa hồ rất sợ hãi. Bất quá, Hàn Lập để ý chính là trên không năm siêu đại ma thú phiêu đáng một đám nhân ảnh phục sức khác nhau. Từ xa nhìn lại, bọn họ mang hình dáng giống hệt nhân tộc nhưng ma khí trên người trùng thiên. Đám này số lượng chừng hơn vạn, pháp lực tương đương cấp hóa thần cùng luyện hư, có thể xem như một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Ô, những người này, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, mơ hồ nhớ tới cái gì, ngữ khí có chút hồ nghi. Nếu mấy người lão phu đoán không sai, những người này hẳn là tu sĩ từ nhân giới phi thăng đến chân ma giới. Bất quá bọn hắn chủ tu ma công, lại bị ma khí tại ma giới xâm nhiễm nhiều năm như vậy, căn bản không thể xem như người của bản tộc quốc trưởng lão vận bạch bào ở bên cạnh, thở dài một hơi trả lời. Những lần ma tộc xâm lấn trước kia, chưa bao giờ chính thức xuất hiện đám ma nhân này trên chiến trường bản tộc. Xem ra lần ma kiếp này thật đúng không tầm thường có lẽ do tình thế bắt buộc xâm lấn mà ma tộc xuất động ngay cả bọn chúng ngân quang tiên tử vẫn mặt nạ ngân sắc, ánh mắt ngưng trọng chậm rãi nói. Những người này đích xác rất phiền toái, bất quá ta muốn biết ma tộc cấp cao phụ trách thiên uyên thành đang ở nơi nào hàn lập nhìn đám ma nhân một hồi rồi chợt nhướng mày hỏi. Ma tộc cấp cao đều ẩn thân trong tầng ma khí kia, vừa rồi có một số hiển lộ hành tích nhưng hiện tại đã rút vào trong. Xem ra chúng tranh thủ lúc chưa tấn công bản thành, ở trong ma khí nghỉ ngơi dưỡng sức một phen kim Việt thiền sư lại tiếp lời. Vậy đại sư đã thấy ma tộc cấp thánh tổ chưa thần sắc hàn lập ngưng lại truy vấn. Chưa phát hiện được cấp thánh tổ nhưng trong đám cấp cao vừa thò ra, quả thực có vài tồn tại hợp thể kỳ. Có điều thanh thế đối phương khổng lồ như thế, rất có thể có tồn tại thánh tổ ở trong. Bất quá ma giới vừa mới xâm thực đến linh giới, lực cách giới ở hai mặt biên vẫn vô cùng cực đại. Bản thể của ma tộc thánh tổ chưa thể phá giới mà đến, cho dù xuất hiện cũng chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Kim Việt thiền sư trần chờ một chút thì đưa ra phán đoán nếu chỉ là hóa thân với sự chuẩn bị của thiên nguyên thành hẳn dễ dàng ứng phó được hàn lập nghe xong lời này thì thần sắc vừa chậm khẩu khí có vẻ thoải mái nói hy vọng như thế hiện tại chúng ta chứng kiến chỉ là một phần nhỏ thế lực của ma tộc số lượng ma thú cấp thấp vi rất nhiều nhưng chỉ là vật hy sinh mà thôi cổ ma nhất tộc chân chính cùng đám ma tộc tinh nhuệ còn chưa xuất hiện đâu cốc trưởng lão từng trải qua hơn một lần ma kiếp biết rõ sự đáng sợ của ma tộc nên lo lắng nói sự tình tới giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước phòng ngự ở thiên uyên thành chúng ta trong các thành thủ nhân tộc là thế lực số một. Nếu ngay cả chúng ta cũng vô pháp ngăn cản công kích của ma tộc thì chẳng phải các thành trì khác sẽ vô cùng bất hạnh sao. Huống hồ căn cứ theo thực tế báo về khi trước, Linh Hoàng Thành mới là hướng công kích chủ yếu của ma tộc, nghe nói xuất hiện số lượng đại quân gấp mấy lần nơi thành chúng ta. Ngân Quang Tiên Tử hư lạnh một tiếng nói, lời này của Tiên Tử nói không sai, dù ma tộc khí thế hung hãn nhưng chỉ cần chúng ta chung lưng đấu cật, tin tưởng sẽ vượt qua kiếp nạn này cái khác không nói, chỉ bằng cấm chế pháp trận cùng thành lũy mà chúng ta bố trí ở ngoài, đã đủ để diệt sát hơn phân nửa ma thú vào lúc này Kim Việt Thiền Sư lại khẽ cười. Điều này rất đúng, Thiên Uyên thành đủ sức chống lại liên quân ngoại tộc công kích, hiện tại trải qua gần ngàn năm đặc biệt bố trí, ta không tin không thể ngăn được đám ma tộc này hắc bào đại hán đang im lặng bỗng mở miệng, thanh âm lạnh như băng nhưng tựa hồ rất tin tưởng phòng ngự của Thiên Uyên thành. Nghe mấy hợp thể tu sĩ bên cạnh đàm luận, Hàn Lập mỉm cười nhưng trong mắt chấp động tia sáng lam, không ngừng quét đứng qua về ma khí xa xa. Vùng ma khí kia hiển nhiên không tầm thường, với linh mục thần không của hắn mà xâm nhập hơn dặm vẫn không thấy rõ. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một con thuyền kiểu dáng tương tự chiến chu. Khắp nơi bên trên bày bố các loại pháp khí phi xa phi hành, còn có một số giáp sĩ hỗn tạp. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, đang muốn điều động pháp lực trong thể nội, đem linh mục thần thông phát huy đến mức cực hạn thì bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong trong ma khí kích xạ ra một ánh mắt lành lạnh ánh mắt này thoáng chốc quét qua rồi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi hướng về Hàn Lập phía này. Hàn Lập thầm dùng mình, không lưỡng lự mà lập tức thu hồi linh mục thần thông, mặt sắc lại trở nên âm trầm. Cũng đồng thời, trên một chiếc thú xa thật lớn ở sâu trong ma khí truyền ra một tiếng kinh ngạc. Một lão giả khô gầy tóc vàng thân mặc lục bào, trong mắt cũng chợt tắt xích quang, thu hồi lại thần thông nào đó. Sao vậy, mặc lục lão thi triển thần nhãn chứng kiến cái gì thú vị chăng? cùng sóng vai mà đứng với lão là một đại hán vận tử giáp, cười hắc hắc hỏi. Không có gì, chỉ là nhân tộc bên kia, tựa hồ cũng có một tu sĩ cấp cao có được thần thông thần mục, vừa rồi bị ta kinh sợ mà thối lui lão giả thản nhiên trả lời. Ô, cũng có thần mục, thế càng phải những bố trí bên này của chúng ta đã bị đối phương nhất nhất xem rõ tất cả sao? Tử giáp đại hán cả kinh vội vàng hỏi, thạch tôn giả yên tâm, ta đã dùng hỗn ma kỳ do thánh tổ đại nhân ban thưởng bày ra cấm chế huyền diệu trong ma khí dù thần mục thần thông của người nọ có lợi hại bao nhiêu cũng vô pháp thấy được cái gì. Bất quá tựa hồ đối phương cũng bố trí cấm chế lợi hại ẩn giấu nào đó, ta cũng không thể nhìn thấu thủ đoạn phòng ngự trong thành lục bảo lão giả lắc đầu nói. Không sao, chỉ cần chúng ta vẫn giữ kín hành tung là được, dù sao hai chúng ta chỉ là phụ trách hư trương thanh thế mà thôi. Sách sách, vận khí của chúng ta quả thật không tồi, lại được đóng ở nơi có lớn con mồi như thế. Nếu có thể cướp sạch nơi đây, thu hoạch to lớn tới cỡ nào có thể nghĩ được ma tộc vận tử giáp vừa nói hai mắt mơ hồ tỏa sáng hắc hắc thạch tôn giả đừng coi thường thành này theo lời những phàm nhân bắt được đây chính là đại thành tập trung tinh nhuệ của nhân yêu lưỡng tộc cho dù chiếm lĩnh được thì tổn thương cũng tuyệt không nhỏ lục bào lão giả lại nhướng mày nói đã là thánh tế thì tộc nhân ngã xuống là bình thường được rồi chuyện tình quan hệ đến chiếm thành đã có thánh tổ đại nhân chúng ta chỉ y kế hành sự mà thôi thời gian không còn sớm nên bắt đầu công thành mặc dù công kích một lần không thể chiếm lĩnh thành này nhưng phải dò xét ra hơn phân nửa phòng ngự mới được bộ dáng tử giáp đại hán lại lơ đễnh xong cuối cùng vung tay lên việc này do thạch tôn giả chủ sự vậy thì bắt đầu đi lục bào lão giả cũng không tốn nhiều miệng lưỡi gật đầu một cái tử giáp ma tộc thấy lão giả không phản đối ý thì trong mắt hiện vẻ hưng phấn hướng về phía thiên uyên thành nhe răng cười một tiếng bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển trong tay xuất hiện một loạt cây cờ nhỏ đen thùi những cây cờ chỉ khoảng 8 tấc nhưng đều minh ấn những đồ án yêu dị khác nhau, dao động tản mát ra ma khí cực kỳ tinh thuần. Lúc này tử giáp đại hán dụng đơn thủ khắp quyết, hướng về hai cây cờ nhỏ trong đám đó. Vù vù hai tiếng, hai cây cờ này nhoáng lên một cái rồi tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó, hai đàn ma thú xếp hàng phía trước đại quân trên mặt đất xôn xao một trận. Tiếp theo bỗng truyền ra hai tiếng gầm gừ rất lớn hoàn toàn khác nhau. Lập tức ánh mắt hai loại ma thú nọ chấp động hung quang, bắt đầu hướng về thiên uyên thành ảo ảo bắn tới. Cùng lúc đó, trong cung điện trên không trung thiên uyên thành, cốc trưởng lão thấy thế thì dùng mình, vội vàng hướng qua vệ sĩ đứng cạnh truyền lệnh. Là xong đầu ma tích cùng độc dịch ma trùng, lệnh cho phòng ngự phía trước cẩn thận một chút, chương 1883, nhân ma chi chiến 2. Vâng, trưởng lão một gã kim vệ lực đang buông tay đứng gần đấy nghe được phân phó, không chút do so dự lên tiếng trả lời rồi hóa thành một đạo kinh hồng bay xuống phía dưới truyền lệnh. Xong đầu ma tích, có thể sử dụng công kích phong hỏa hai loại thuộc tính, được xưng là một trong 10 đại ma thú trong đám ma thú cấp thấp của ma giới Kim Việt Thiền Sư hỏi một câu. Không sai, chính là loại thú này. Song đầu ma tích cấp bậc không cao, chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ nhưng đáng sợ ở số lượng kinh người, nghe nói ở bản địa ma giới thì lấy đơn vị ngàn vạn lần để tính. Lần này ma tộc phá giới mà đến, tuy rằng không thể mang tới toàn bộ nhưng một phần nhỏ trong đó cũng phiền toái khá lớn. Về phần độc dịch ma trùng cũng có chút khó giải quyết. Độc dịch do loại trùng này phun ra, chẳng những có lực sát thương không nhỏ đối với tu sĩ cấp thấp mà còn có thể ăn mòn tường thành thần sắc cốc trưởng lão ngưng trọng trả lời hai câu. Bất quá nếu đã biết về chúng, chúng ta hẳn đã sẽ ứng phó. Cổ huynh không cần quá lo lắng Kim Việt thiền sư gật đầu, có chút chấn định nói. Hy vọng là thế, cốc trưởng lão khẽ thở dài một hơi, lại đưa mắt hướng về chiến trường xa xa. Trung quanh thiên Nguyên thành có hàng nghìn thành lũy thật lớn, mỗi cái đều cao hơn trăm trượng, bên người có thể thấy cấm chế huyền diệu mơ hồ chấp động, bên trong có trên trăm tu sĩ nhân tộc gắt cao thủ hộ. Cũng phải nói, thời gian qua nhân tộc đã tiêu phí khí lực to lớn như vậy. Lại chuẩn bị phòng ngự vô cùng thuần thục, ma tộc căn bản không thể trực tiếp công kích tường thành của thiên uyên thành. Đây cũng là lý do khiến ma tộc phải mang đến nhiều ma thú để hy sinh như vậy, trải qua nhiều lần xâm nhập địa vực nhân tộc, ma tộc cũng có không ít phương pháp hữu hiệu đối phó với các đại thành của nhân tộc hai đàn thú ở phía xa xa số lượng cộng lại chừng 3-4 vạn. Trong đó song đầu ma tích có kích thước giống như một con trâu nhỏ chiếm tới 2 phần 3. Hình thể độc dịch ma trùng thoạt nhìn thì giống như cử tàm màu xanh biếc, thân hình mập mạp dị thường, to cỡ gấp hai song đầu ma tích nhưng lại lẫn bên trong, không hề chậm trễ chút nào. Mà ở phía sau đàn thú, không biết khi nào hiện ra hơn trăm ma tộc cấp cao thân mặc hắc giáp, không chút hoang mang đi theo như để đốc chiến. Trong nháy mắt, mấy vạn ma thú chỉ cách thành lũy nhân tộc hơn 10 dặm đột nhiên phía trong bạo phát ra một tiếng giống to uy phong lẫm lẫm. Tức thời hai mắt song đầu ma tích trở nên đỏ thấm, phát ra tiếng gầm nhẹ hô ứng rồi cả đàn bắt đầu chạy như điên lên. Đám độc dịch ma trùng lẫn trong đó, sau lưng chợt lóe thanh quang, lại mọc ra một đôi cánh trong suốt. Tiếp theo hai cánh ma trùng chấn động một trận rồi ào ào bay lên bay không chung, tốc độ không chút thua kém đám song đầu ma tích đang toàn lực chạy băng băng. Mấy vạn ma thú như điên lao lên, xa xa nhìn lại giống như vạn mã phi trồm khoảng cách hơn 10 dặm bất quá chỉ là một lát, trên không trung cũng có ma tộc cấp cao thi pháp thúc dục, tiếp theo một cỗ ma khí hắc sắc cuồn cuộn xuống, tựa như một con hắc long cuồng động nhào tới đàn thú rồi bạo mở ra. Thân hình đám ma thú ở trong ma khí cuồn cuộn trở nên mơ hồ không rõ. Ngay sau đó, mắt thấy cách thành lũy bất quá hơn dặm thì trong ma khí đột nhiên vang lên những tiếng phốc phốc. Chỉ thấy chi chít hạt áo các khối hỏa cầu cùng các phong nhận từ bên trong bắn ra, phô thiên cái địa đông đảo cuồng kích về phía trước thanh thế kinh người như thế, thành lũy có cấm chế hộ thủ xong cũng tuyệt không thể bình yên vô sự. Không ít tu sĩ nhân tộc trong thành lũy thấy thế thì sắc mặt khẽ biến. Nhưng vào lúc này, từ cung điện Bạch Ngọc trên thiên uyên thành đột nhiên truyền ra một trận tiên nhạc thanh minh. Tiếp theo chỉ thấy chiếc gương kim sắc trên chỗ kiến trúc cao nhất đột nhiên rung lên, từ giữa phun ra một cột sáng kim sắc, nó tản ra dưới liền hóa thành một tầng sáng kim sắc mỏng chắn phía trước đám thành lũy. Trong phút chốc, chi chít hỏa cầu cùng phong nhận, ào ào như bạo phong loạn vũ đánh trên tầng kim quang. Nhất thời tiếng gầm rú nổi lên, hai sắc quang đoàn hồng bạch bao phủ trên quầng sáng, phong hỏa chi lực kết hợp nên thanh thế tăng lên mấy lần. Chúng hấp dẫn vô vàn những quang điểm thiên địa nguyên khí ngũ sắc chung quanh chấp động không thôi, giống như thiên địa sụp đổ vậy. Đám tồn tại cấp cao của hai bên nhân ma thấy cảnh này thì thần sắc khẽ biến, chăm chú quan sát. Kết quả sau khi hào quang chợt tắt, quần sáng kim sắc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn thì mỏng manh nhưng phòng ngự dị thường. Không ít ma tộc cấp cao thấy cảnh này thì có chút kinh hãi. Đám người Kim Việt Thiền Sư không kinh ngạc quá mức, thậm chí Ngân Quang Tiên Tử khẽ cười một tiếng hướng sang bạch bào lão giả nói. Cốc trưởng lão, Kim Húc bảo kính thật là huyền diệu, mặc dù mượn linh lực khổng lồ của thiên bảo thần điện mới có được uy lực như thế, nhưng chỉ là một đạo phân quang mà có thể ngăn trở công kích của ma thú, hơn nghìn năm tế luyện của cốc huynh thật không uổng phí. Bảo kính của ta vốn là Thông Thiên Linh Bảo bài danh khá cao trên Hỗn Độn Vạn Linh bảng, cho dù không cần ta chuyên tâm tế luyện thì cũng đủ ngăn công kích kia. Ta xem ma tộc làm sao để phá phòng hộ của nó, Cốc Trưởng lão lại mỉm cười khiêm tốn nói. Hàn Lập ở bên cạnh nghe thì thần sắc vừa động, nhịn không được nước mắt nhìn cự kính phía sau một cái. Chỉ thấy mặt ngoài nó tỏa ra kim quang chói mắt, từ giữa phun ra một cột sáng kim sắc cỡ miệng bát tương liên cùng quầng sáng kim sắc ở xa xa. Lúc này tầng ma khí kia chỉ cách thành lũy hơn dặm. Cho dù ẩn trong ma khí nhưng tu sĩ trong các thành lũy vẫn thấy bộ dáng của các ma thú dữ tợn, tâm tình lại trở nên khẩn trương. Công kích, một thanh âm nam tử lành lạnh đột nhiên truyền tới, quanh quẩn vang vọng khắp các thành lũy. Đám tu sĩ cơ hồ theo bản năng đồng thời bấm quyết niệm pháp chú, pháp khí cầm trong tay ảo ảo được tế ra. Trong phút chốc, trên không mấy chục tòa thành lũy gần đàn thú nhất lóe ra hào quang. Mấy ngàn kiện pháp khí nhất nhất tế lên, giống như lưu tinh cuồng oanh vào trong tầng ma khí kia xong lại nghe trong ma khí hống lên một tiếng thật lớn phô vàn hỏa cầu phong nhận bay vọt mà ra hóa thành một tầng sóng phong hỏa cực lớn đón đỡ các pháp khí khiến chúng không thể tiến thêm mảy may đám ma thú này dưới sự thao túng của ma tộc cấp cao cũng là một bộ được huấn luyện nghiêm trình tu sĩ trong thành lũy thấy cảnh này tự nhiên không chịu dừng lại lúc này ào ào khắp quyết đưa ngón tay cuồng điểm vào pháp khí của mình không thôi uy lực của mấy ngàn pháp khí đại tăng hỗn độn kết thành một phần quang hà diễm lệ liều mạng áp mạnh tới nhất thời tầng sóng phong hỏa kia bị ép thối lui liên tục. Mắt thấy nó chống đỡ hết nổi thì trong ma khí đột nhiên truyền ra những tiếng vèo vèo. Mấy ngàn đạo lục tuyến từ trong bắn ra, chợt lé dưới liền ngưng tụ trên ngũ sắc quang hà, sau đó bạo mở ra thành những đoàn xương vụ màu lục. Một luồng khí thanh hôi khó người bao phủ không gian, các đoàn lục vụ không chút trở ngại đem pháp khí bao phủ vào trong. Một màn kinh người xuất hiện, trong nháy mắt đại bộ phận pháp khí đều trở nên xanh biếc, tiếp theo hào quang liền ảm đạm, lảo đảo từ không trung rơi xuống chỉ còn lại có hai ba trăm kiện pháp khí dường như không việc gì vẫn tả sung hữu đột ở trong lục vụ không đúng ma trùng này không phải độc dịch ma trùng bình thường nọc độc lại có năng lực ô nhiễm pháp khí cốc trưởng lão trên đài cao nhìn thấy cảnh này thầm kinh ngạc song vẫn duy trì vẻ bình tĩnh biến cố nhỏ này đương nhiên không thể khiến cho tu sĩ hợp thể cảm thấy bối rối cùng lúc đó trong chiếc thú sa to lớn ẩn nơi cuồn cuộn ma khí trên trời cao từ giáp đại hán vỗ tay cười ha hả rồi quay sang lục bào lão giả đắc y nói lục lão quả nhiên nhân tộc rút lui chúng tưởng ma trùng biến dị này là độc trùng bình thường đã nếm một chút đau khổ đáng tiếc số lượng ma trùng biến dị quá ít hơn nữa độc tính chỉ hữu hiệu với pháp khí cấp thấp lục bào lão giả cũng mỉm cười nhưng thanh âm lộ chút tiếc nuối hắc hắc tìm được biến dị ma thú không phải dễ chúng ta thu phục được một đám biến dị này xem như vận khí không tồi chẳng qua đám ma thú này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi Chân chính muốn san bằng này thành phải dựa vào chúng ta mới được tử giáp ma tộc không thèm để ý cười hắc hắc. Bất quá ma trùng biến dị còn chút thần hiệu đối với pháp trận cấm chế, không chừng còn gây cho chúng ta kinh hỉ lớn hơn. Lão giả gật gật đầu nói, ưng ừ, tử giáp đại hán đưa ánh mắt có chút chờ đợi hướng về thành Lũy xa xa. Lúc này tu sĩ trong mấy chục tòa thành Lũy, vừa thấy liên hệ giữa pháp khí cùng tâm thần thoáng chốc mất đi thì trong lòng thương tiếc, tự nhiên không dám thúc dục kiện pháp khí thứ hai nghênh địch theo sự phân phó của một tu sĩ kết đan cầm đầu, đều lấy ra những kiện trận bàn. Này đó các tu sĩ này trong miệng lẩm bẩm, ngoài thân chấp động linh quang, bắt đầu đem pháp lực cuồng chú vào trận bàn. Nháy mắt, pháp trận dưới chân chúng tu sĩ bắt đầu sáng lên, cũng phát ra tiếng ong ong trầm thấp. Một quang cầu ngũ sắc hình thành ở nơi trung tâm pháp trận rồi xoay tròn cực nhanh. Ở bên ngoài thành lũy, không còn pháp khí ngăn cản. Song đầu ma tích phun ra phong hỏa chi lực hóa thành tầng quang hà hồng bạch, trực tiếp đánh lên quầng sáng kim sắc phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Hỗn loạn bên trong quang hà còn có mấy ngàn lục tuyến lẳng lặng bắn về quầng sáng. Chương 1884, Nhân Ma chi chiến 3. Quầng sáng kim sắc vẫn sừng sững bất động ở trong vụ nổ, nhưng khi tầng xương vụ màu lục ăn mòn chợt hiện thì nó không ngừng dao động, tuy rất chậm nhưng đích xác khiến uy lực quần sáng từng chút giảm dần. Bất quá đúng lúc này, pháp trận trong thành lũy rốt cục đã kích phát xong. Quang cầu ngân sắc chợt lóe, ao ảo à, biến mất không thấy ở trung tâm của pháp trận. Ngay sau đó, ở phía trên hơn 10 trượng thành lũy, không gian chợt dao động rồi các quang cầu màu bạc hiện ra, chúng quay tròn vừa chuyển sau đó oành oành bạo nổ ra. Từng đạo điện hồ màu bạc từ giữa cuồng bắn ra, hóa thành những hàng rào điện thật lớn, bao phủ cả một vùng. Vô luận hỏa cầu phong nhận hay là lục vụ vừa tiếp xúc hàng rào điện liền lập tức bị điện quang xé rách, trong tiếng nổ tan biến không sót lại chút gì. Tiếp theo lưới điện chợt lóe, Liên hóa thành vô số con ngân xà bắn vào trong ma khí. Tiếng vang ầm ầm liên miên không dứt, ma khí cùng ngân hồ quang điện thoáng chốc đan sen sau nổ bung ra. Trong công kích dày đặc, hai loại ma thú cuống cuồng né tránh nhưng vẫn rất thảm trọng, không ít ma tích cùng độc trùng bị điện hồ đánh trúng biến thành cho bụi. Hơn nữa điện hồ khiến bị thương ma thú càng nhiều gấp mấy lần, vô số ma thú bị tàn phá thân thể, ở trong ma khí nằm hàng loạt, trong miệng không ngừng kêu rên. Tuy thế đám ma thú còn lại vẫn điên cuồng phát động công kích nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không làm gì được kim sắc quầng sáng. Ngược lại quang cầu trên không thành lũy hiện liên tiếp phát ra ngân sắc điện hồ, oanh kích hung mãnh dị thường. Sau một thoáng hai loại ma thú liền tổn thương gần nửa. Ở xa xa, tử giáp ma tộc trên không trung thấy cảnh này thì sắc mặt có coi, không nói hai lời dơ đơn thủ vẫy một cái. Hai cây tiểu kỳ đang trôi nổi liền bị thu về tay, dưới sự trà sát của hai tay liền hóa thành hai cỗ khói nhẹ biến mất tiếp theo ngón tay hắn búng ra, các tiểu kỳ khác cũng ông ông kêu vang, gần một nửa trong đó lại khẽ run lên. Chỉ thấy đám ma thú hình dáng như những con ốc sên hai đầu to lớn màu trắng ngàn nằm úp trong đại quân, đột nhiên ngoài thân chấp động bạch quang. Tiếp theo hai chiếc dầu thật lớn dương lên không chung, trong miệng phát ra tiếng giống vang, phun ra hai cột sáng màu trắng nhũ, chợt lóe hung hăng đánh tới quầng sáng kim sắc. Quầng sáng chợt giống như mặt hồ phẳng lặng bị hai cục đá ném vào, nhộn nhạo một chút rồi nổi lên sóng gợn, ở ngay sau đó liền rung lên rồi cột sáng xuyên thủng mà qua. Các tu sĩ bên trong mấy chục thành lũy chưa kịp phản ứng, khi các cột sáng chợt lóe qua thì biến thành cho bụi, căn bản không thể ngăn cản mảy may. Không riêng như thế, ở hậu phương đàn ma thú khổng lồ xôn xao một trận, rốt cục trong tiếng hô vang động liền chạy băng băng như điên tới thiên uyên thành. Đám ma nhân trôi nổi trên trời cao thì ngoài thân chợt lóe linh quang, cũng từ từ bay về phía trước, đồng thời trên người bay ra đoàn đoàn ô quang hoặc cuồn cuộn ma khí, nhất thời khí thế kinh người trong tầng ma khí trên rất cao vang lên một tiếng trống thật lớn. Chỉ thấy vô số phi sa đen thủi sáng bóng từ trong đó bay ra, ở trên đứng là đám ma tộc cấp cao mặc các loại ma giáp, một đám giữ tợn hung ác thần tình sát khí, cầm trong tay đao thương kiếm kích. Tiếng thê lương sắc nhọn nổi lên, ở sau hơn trăm chiếc phi sa là một chiếc cực lớn dài mấy trăm trượng, được hai con quái thú thật lớn kéo đi, cũng từ trong ma khí hùng hổ phi ra. Hai quái thú toàn thân bao phủ lớp lông màu tím, hình thể giống như con bò tót nhưng trên mũi lại có một chiếc sừng tỏa ra kim quang trói mắt, bộ dáng rất là hung ác. Phía trên phi xa cực lớn này lại sừng sướng hàng trăm giáp sĩ, ở trung tâm là tử giáp ma tộc cùng lục bào lão giả sắc mặt lạnh lùng đang đứng. Ma tộc sau một phen cẩn thận thăm dò, rốt cục phát động chân chính công kích. Trên đài cao, đám người cốc trưởng lão thấy hết thảy thì không khỏi nhíu mày. Số lượng ma tộc tinh nhuệ xuất hiện rất ít, thật sự vượt ngoài đoán của bọn họ, so với nghe đồn về ma hung mãnh những lần ma kiếp trước thật không hợp tuy rằng ma thú hung hãn dị thường nhưng chỉ bằng chút thực lực này muốn chiếm lĩnh thiên uyên thành thật mơ mộng hão huyền lúc này đại quân ma thú đối diện điện xà ngân sắc liều mạng vào tới trước quầng sáng kim sắc thúc giục pháp lực thiên phú công kích hoặc dùng tấm da dày thịt béo trực tiếp hút vào đám ma nhân trên không thì thao túng ma khí hóa thành các loại ma vân liều mạng ngăn cản điện hồ giáng xuống giảm bớt tổn thương cho ma thú phía dưới mà các phi xa chở giáp sĩ ma tộc lại đứng ở cách quầng sáng hơn 10 dặm, liền ào ào huy động binh khí trong tay trực tiếp công kích. Từng đạo kinh hồng đen thùi từ trên các phi xa ầm ầm lao ra, mấy chấp động liền cuồn cuộn đánh lên quầng sáng kim sắc, nhất thời tiếng kêu chấn động cả một vùng trời. Hàn lập thở dài một hơi, quay sang đám người kim Việt thiền sư nhíu mày nói một câu. Mấy vị đạo hiếu, xem ra khác với những lần trước của ma tộc, công kích lần này chỉ thuần túy thăm dò. Nếu như thế hàn mỗ về trước, tại hạ đang tế luyện một loại bảo vật đến thời điểm mấu chốt một khi hoành thành thì sẽ tương trợ được một phần khi chống lại ma tộc đợt công kích này đích xác không mạnh như dự đoán thật có chút ngạc nhiên nếu hàn đạo hữu có chuyện quan trọng trong người cứ việc yên tâm đi trước xử lý ở đây xem ra trong thời gian ngắn không cần hợp thể tu sĩ ra tay kim việt thiền sư thở dài một hơi hướng sang hàn lập gật gật đầu tựa hồ không vì ma tộc đang gặp bất lợi mà cao hứng đích xác như thế nếu ngay từ đầu ma tộc liền toàn lực ứng phó tấn công bản thành thì ngược lại lão phu còn yên tâm hơn. Tình hình trước mắt nên cẩn thận hơn một chút, chúng ta là chiến lực cao nhất trong thành, nhưng chỉ có chuyện đặc biệt mới cần phải xử lý, không thể vì ma tộc quấy nhiễu mà đều bị kềm chế. Như vậy đi, chỉ cần ma tộc không phát động toàn lực tiến công bản thành, chúng ta sẽ luân phiên chủ trì ứng phó quấy nhiễu. Hàn đạo Hiếu, người không phải là thành viên trưởng lão hội, đối với nhân thủ cùng phòng ngự trong thành vốn không hiểu rõ lắm cũng không cần tham dự luân phiên trực ban. Bất quá đến thời điểm bản thành nguy cơ, mong rằng đạo hữu mạnh mẽ tương trợ cốc trưởng lão có chút trầm ngâm nói. Cốc huynh yên tâm điểm này. Hàn mẫu cũng không có ý kiến. Mấy tồn tại hợp thể nghe lời này thì khẽ gật đầu đồng ý. Vì thế khi ma thú đang công kích kịch liệt dị thường, Hàn lập liền hai tay liền ôm quyền hóa thành một đạo thanh hồng rời đi. Đám người kim việt thiền sư cùng ngân quang tiên tử không lâu sau đó cũng ảo ảo rời cung điện bạch ngọc mà đi. Trong nháy mắt trên cung điện chỉ còn lại có cốc trưởng lão cùng đại hán mặc hắc bào cốc huynh chúng ta vẫn khoanh tay quan sát sao như vậy không khỏi ở thế bị động hơn nữa kim húc bảo kính hình thành tầng phòng hộ chịu công kích hung mãnh như thế thì tiêu hao linh thạch thật không nhỏ hắc bào đại hán lúc trước thủy trung không mở miệng nhìn kịch chiến xa xa tiếng gầm rú từng trận thì lạnh giọng hỏi một câu hư bảo đạo hữu yên tâm ma tộc lấy ma thú cấp thấp làm vật hy sinh tính toán thử năng lực phòng ngự của bản thành bản trưởng lão cũng không muốn làm cho bọn họ quá thất vọng để vận dụng Thất Tinh Tinh Hỏa Đại Trận, cho bọn họ thưởng thức một chút. Coi như giảm oai phong sĩ khí của bọn chúng, Cốc Trưởng lão nghe vậy ánh mắt chợt lóe, hừ một tiếng nói: "Thất Tinh Tinh Hỏa Trận, đây chính là một trong đòn sát thủ của bản thành, hiện tại lộ ra thì không tốt lắm đâu." Lần này, đến phiên Hắc bào Đại Hán Lắp Bắc Kinh Hải có chút trần chờ. "Không sao, ta chỉ phát động một thành công hiệu của đại trận. Như vậy khiến đám ma tộc chỉ xem được một chút lợi hại, sẽ không bại lộ uy lực chân chính của trận này." nói không chừng, ngược lại có thể làm cho ma tộc cấp cao phán đoán sai lầm. Cốc trưởng lão lại khoát tay, như định liệu trước nói. Ừm, cốc huynh nói cũng hữu lý hắc bào đại hán trầm ngâm rồi ngưng trọng gật đầu. Hai tồn tại hợp thể kỳ lưu lại chủ trì đồng ý, mệnh lệnh phân phó xuống dưới thực không có gì trở ngại. Trong một tòa cử tháp đỏ đậm ngầm ở chỗ sâu thiên uyên thành, trong mật thất có bảy lão giả tóc trắng thân vận đậm trường bào, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở các nơi nhãn trận của một trận đồ kim sắc nhất. Lúc này trên người bảy lão quay cuồng không chừng hỏa khí, toàn bộ đều chủ tu hỏa công pháp, hơn nữa từ linh áp phát ra trên người thì đều có tu vi luyện hư kỳ kinh người. Trên người lão giả thoạt nhìn già nuôi nhất, đột nhiên truyền ra một tiếng chuông đồng thanh minh. Thần sắc lão giả vừa động lập tức mở hai mắt, trong mắt là một mảnh đỏ đậm ẩn có hỏa diễm quay cuồng. Tay vừa lật chuyển, trong tay lão giả bỗng hiện ra một kiện pháp bàn màu trắng, cúi đầu nhìn lướt qua thì khóe mắt chợt động. Bắt đầu phát động đại trận, chỉ cần kích phát một phần mười tinh hỏa lực thất tinh. Lão giả lành lạnh nói, vâng, đại ca, sáu lão giả khác nghe vậy dương mắt một lời đáp ứng nói. Tiếp theo bảy người đưa song thủ kháp quyết, hỏa quang đỏ đậm ngoài thân chợt bốc cao lên, lại bỗng đưa tay vỗ vào thiên linh cái. Phốc phốc vài tiếng truyền ra, bảy nguyên anh màu đỏ đậm quỷ dị hiện ra. Trên hai tay cả đám đều có một kiện bảo vật hồng trói lọi, phân biệt là hoàn, phiên, kiếm, dao, tháp, bài, châu, Mặt ngoài chúng lưu chuyển hồng quang, tản ra hỏa lãng bức người cực nóng, hiển nhiên là dị bảo thuần túy cực hỏa. Trong miệng bảy nguyên anh này truyền ra pháp chú, bảy kiện hỏa bảo vật tỏa hồng quang rồi phóng to tới mấy lần, từ tay các nguyên anh bay ra hạ xuống trung tâm trận đồ. Chương 1885, Nhân Ma chi chiến 4. Đang trên đường phi độn quay về, bỗng nhiên độn quang quanh thân Hàn Lập chợt tắt, hắn liền dừng lại giữa không trung, vẻ mặt tràn đầy nét kinh nghi, nhìn lên hướng trời cao chỉ thấy phía trên thiên huyên thành, vốn trước đây mây răng xanh thẳm cả ngàn dặm trên không, chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện bảy vì tinh tú đỏ sậm thật to lớn, đem toàn bộ không trung nhuộm đỏ hoàn toàn. Cho dù cả tòa thiên huyên thành đã bị tầng tầng cấm chế che phủ kín mít, nhưng vẫn khiến cho người đối diện cảm thấy từng luồng khí nóng nhẹ nhẹ tựa như biển lửa đang lan nhanh tới. Bất luận là những tên vệ binh đang tất bật, hay những gã tu sĩ đang ngồi thiền, cũng đồng loạt bay vù ra, ai cũng nhìn lên hiện tượng lạ trên bầu trời mà giật mình đánh giá hàn lập thân là hợp thể tu sĩ hắn thông qua thần niệm mà cảm ứng được gì đó đương nhiên các tu sĩ khác làm sao sánh bằng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lên không trung trên mặt lại hiện lên nét ngưng trọng hiếm thấy hắn có thể mơ hồ cảm thấy được bảy vì tinh tú đó dần dần hình thành nên một lực lượng khổng lồ dường như uy lực này có thể gây sát thương mãnh liệt thậm chí diệt sát cả bản thân luôn sự việc này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ đúng lúc này bảy vì tinh tú đỏ sậm trên không trung đột nhiên toát ra một trận hồng quang chuyển động không ngừng Kế tiếp lấy bảy vì tinh tú đó làm trung tâm, một trận đồ huyền diệu cực lớn bỗng nhiên hiện ra trên bầu trời. Trận đồ này đỏ bừng như lửa cháy, dường như phủ gần phần nửa Thiên Uyên Thành, tiếp theo sau lực lượng thiên địa kịch liệt dao động, bảy vì tinh tú nằm trong cả tòa trận đồ đột nhiên mơ hồ biến mất, rồi cái đó hóa thành hư ảnh hỏa điều thật lớn, kèm theo một tiếng hót vang rõ ràng từ trên cao vọng xuống. Ầm, um, một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả tòa Thiên Uyên Thành đều bị chấn động. Tiếp theo ngay chỗ tường thành nhất thời dựng lên một cây cột đỏ sậm hình nấm tựa như đám hỏa vân, cao chừng vạn trường. Cho dù khoảng cách đã xa đến thế, nhưng Hàn Lập vẫn có thể thấy rõ ràng đám hỏa vân đó quay cuồng dữ dội, khiến trong lòng cảm thấy rùng mình. Cơ hồ đồng thời lúc đó đám hỏa vân bao phủ hoàn toàn phe ma tộc đang công thành, lấy quần sáng kim sắc phân ra ranh giới, phạm vi trong thành so với khu vực ngoài một dặm hoàn toàn như hai thế giới khác nhau. Thế giới bên trong này không có gì thay đổi như lúc ban đầu, còn khu vực ngoài kia toàn bộ đã biến thành biển lửa rộng lớn. Biển lửa đỏ rực bị đám mây hình nấm bao phủ bên dưới cơ hồ kéo dài cả ngàn dặm. Những ma thú gần đó bị biển lửa bao vây tựa như bị công kích bùng nổ trong nháy mắt, ngay trong ánh lửa rực rỡ liền hoàn toàn hóa thành cho tàn, căn bản không có chút lực để chống cự. Về phần những tên ma nhân, cho dù có bảo vật pháp khí hộ thân có thể chống đỡ phần nào đi nữa, nhưng cơ bản cũng không kịp thoát khỏi phạm vi công kích quá rộng lớn này, tất cả đều in ỏi kêu là thảm thiết rồi hóa thành quả cầu lửa mà tiêu vong. Chỉ có 5 tên ma thú cao cấp, trong nháy mắt ngoài thân xuất hiện một tầng linh quang dày đặc, nên nhất thời có thể bình yên vô sự, bất quá cả năm tên ma thú này hiển nhiên cũng không cách nào chống đỡ được lâu với sức nóng cực kỳ đáng sợ này. Lúc này tên hắc sắc cửa cầm thoáng chốc bay lên trời, hai cánh liền mở rộng ra rồi hóa thành một đoàn hắc quang bay vọt ra xa ngoài trăm dặm, chỉ cần thêm vài lần chấp động lập tức tốc độ tăng đến khó tin mà bay ra khỏi biển lửa. Còn tên cự viên đỏ đậm kia không chút do dự liền dẫm mạnh hai chân lên mặt đất, thân hình khổng lồ lập tức hóa thành một cơn lốc tựa sao băng cuốn đi, những nơi bay vù qua khiến cho hơn phân nửa ánh lửa bị vẹt ra hai bên. Tuy rằng tốc độ của ma thú này còn kém hơn cự cầm một chút, nhưng cũng không đến nổi nào rớt lại phía sau quá xa, ngay sau đó cũng lao theo cự cầm thoát khỏi nguy hiểm. Còn hai tên bạch sắc ốc sen cùng với tam thủ tử mãng rõ ràng cử động chậm hơn, nhưng bọn chúng cũng không được may mắn như lúc trước tuy rằng cũng liều mạng trong biển lửa mà chạy như điên, nhưng cũng chỉ được vài trăm dặm liền không thể chịu đựng nổi, lập tức linh quang tan đi, rồi phát ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết sốt cuộc cũng bị biển lửa cuồn cuộn bao phủ. Mà ngay khi ba tên ma thú cao cấp vừa bị tử vong không bao lâu, liền nghe một tiếng động siêu, thoáng chốc xuất hiện hai đạo nhân ảnh một tím một lục bay ra từ đám mây lửa đỏ, kế đó chúng không chút chậm trễ liền hóa thành hai đạo quang đoàn bắn nhanh đi một mạch hơn vạn dặm, lúc đó linh quang mới chợt tắt, độn quang dừng hẳn lại bọn hắn đúng là hai tên ma tộc cao cấp tử giáp đại hán và lục bào lão giả hai tên này không hổ là hợp thể kỳ của ma tộc cao cấp trận công kích khủng bố đến thế mà còn có thể bảo toàn được tánh mạng bất quá hiện tại trên người cả hai quần áo rách nát bay mùi cháy khét lẹt hiển nhiên vừa rồi bọn chúng cũng gặp phải hiểm cảnh thiếu chút nữa tính mạng khó mà bảo toàn lúc này hai tên mảnh đầu nhìn về phía biển lửa mà sắc mặt tái mét bộ dáng trông khó coi vô cùng thật không thể tưởng tượng nổi phe nhân tộc lại bộc phát ra loại công kích đến cỡ này, thật quá xem trọng hai người bọn ta rồi. Tử giáp đại hán nghiến răng ken kết nói, thân sắc không cam lòng chút nào. Đích xác có chút không nghĩ tới, theo lẽ thường, chỉ đối với đám ma thú thôi, át hẳn phe nhân tộc sẽ không sử dụng đòn sát thủ đến thế này. Loại công kích này chắc chắn bị tiêu hao linh lực rất dữ dội, chẳng lẽ trong thành này đã tích trữ sẵn một lượng lớn linh thạch sao, hay là những tên tu sĩ nhân tộc phụ trách thiên uyên thành lại là mấy tên gia hỏa chẳng cần để ý tốn kém thế này sắc mặt lục bào lão giả cũng trắng bệch thì thảo nói hư cần gì phải quản xem tên gia hỏa nào đang thống lĩnh phòng thủ thành này đầu óc có vấn gì chứ hiện giờ điều quan trọng nhất chính là bọn ta kéo theo nhân thủ và ma thú nhiều đến thế vậy mà toàn bộ đều bị tan xác ở đây cuối cùng cũng chỉ có hai tên cự ma thú là trốn thoát được bây giờ mà quay về chắc chắn khó tránh khỏi bị xử phạt tử giáp ma tộc bất đắc dĩ nói ra không nhất định như vậy Bọn ta đây vốn chỉ phụ trách thăm dò khả năng phòng ngự của thành này mà thôi, cũng đã tận lực công thành. Hiện tại, chỉ bị qua một lần phản kích mà đã đáng sợ đến thế này, coi như là lập công lao không nhỏ đâu, bù qua sót lại coi như xong, cho dù có bị xử phạt cũng không quá nặng đâu lục bào lão giả lại hết sức bình tĩnh nói. Hy vọng là thế, may cho phe ta là đến lúc này vẫn chưa thực sự dẫn theo lực lượng tinh nhuệ của tộc, nếu không đã chịu nhiều thiệt thòi rồi tử giáp ma tộc cười khổ một tiếng rồi nói. Thạch Tôn giả sao lại bi quan thế? Lúc đó là do bọn ta không phòng bị nên toàn quân mới bị tiêu diệt, chỉ cần khi đại quân kéo tới, tuyệt không lặp lại tình trạng này nữa đâu lục bào lão giả giảng giải. Không sai, sau này có cơ hội bản tôn giả nhất định sẽ báo thù. Từ lúc tu luyện đại thành đến nay, thạch mỗ chưa bao giờ bị nếm phải quả đắng thế này. Lục lão, bọn ta hãy quay về phục mệnh thôi tử giáp ma tộc oán hận nói ra, rồi cũng không chờ lão giả hồi đáp, hắn liền hóa thành độn quang bắn nhanh mà đi lục bào lão giả dùng ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua biển lửa đang che phủ hoàn toàn thiên uyên thành ở phía xa rồi cười lạnh một tiếng cũng hóa thành một đạo lục hồng rời đi về phần hai tên cự ma thú may mắn thoát nạn vừa rồi chúng hoảng sợ không ít sau khi thoát ra khỏi biển lửa liền lập tức ly khai không chút do dự trong nháy mắt không trung gần đó trở nên yên tĩnh không một tiếng động bất quá không ai chú ý tới trên một đỉnh núi cao chỉ cách xa vài trăm dặm xuất hiện một quả cầu trong suốt lẳng lặng lơ lững trên trời cao mặt ngoài lúc tỏ lúc mờ, linh quang vẫn chấp động đều đều. Cũng trong lúc này, trên ngọn tháp thật lớn hình tam giác trong một tòa thành ma tộc cách rất xa thiên nguyên thành, tụ tập hai mươi mấy tên ma tộc cao cấp, bọn chúng phân thành hai hàng đứng hai bên tòa đại điện. Ngồi lặng lặng trên chiếc ghế ở cuối đại điện tối tăm là một trung niên nam tử vận huyết bào. Nam tử này tướng mạo nho nhã, mặt tựa như ngọc, nhìn thoáng qua không khác gì hình hài bình thường của nhân tộc. Ở một nơi bên trong đại điện, có một viên tinh cầu khác cũng bay lơ lửng trên không, kích thước rất giống với quả cầu ở gần thiên uyên thành kia, nhưng trên bề mặt viên tinh cầu hiển hiện khung cảnh lửa cháy rừng rực, chính là cảnh tượng biển lửa thiêu đốt kinh người diễn ra xung quanh thiên uyên thành. Cả bọn đều chăm chú nhìn vào hình ảnh trong tinh cầu, huyết bào nam tử mặt không đổi sắc, khó nhìn ra được trong lòng đang nghĩ gì, nhưng những tên ma tộc cao cấp khác thần sắc biểu lộ khác nhau. Thánh tổ đại nhân, thạch tôn giả và lục đạo hiếu thật đúng là vô dụng quá, chỉ vì một chút cấm chế công kích thôi, đã đưa tất cả thủ hạ đều gục ngã tại đó sau khi họ trở về, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị mới được. Một gã nam tử tướng mạo đường đường, nhưng trên đầu nhô lên một cái sừng ngắn hình xoắn ốc, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Ban huynh, người thốt ra lời này thật có điều quá đáng. Thạch đạo hiếu cùng với lục lão đây trước đó cũng chưa phạm sai lầm chút nào, cho dù cả ta và ngươi đến chỉ huy tấn công đi nữa, kết quả cũng không hơn gì đâu. Thật không nghĩ tới thành trì này của nhân tộc lại bất ngờ phản kích kịch liệt đến thế, có thể phát hiện được đòn sát thủ này của nhân tộc dù mất đi một ít ma thú cấp thấp thì đã sao, trái lại ta cho rằng hai người bọn họ phải có công mới đúng một gã nam tử ma tộc khác có khuôn mặt trong suốt không khách khí mà phản bác. "Huyễn Tôn giả, nói ra lời đó mà không thấy trái lương tâm à? Ngay cả những ma thú cấp thấp đó chỉ là đám pháo hôi mà thôi, nhưng bị tiêu hao lực lượng nhiều đến thế, đối với bọn ta vẫn là một tổn thất không nhỏ. Huống chi trong đó còn có cự ma ba đầu rất quý hiếm, bọn chúng cơ hồ chưa kịp phát huy gì cả liền bị tổn thất chết hết." cái loại sai lầm này mà còn không đem ra xử phạt, thì đối với đám tiểu đội thủ lĩnh này không lẽ chỉ có thưởng mà không phạt sao trong mắt nam tử có chiếc sừng ngắn chợt lóe lên, giọng điệu có vẻ châm chọc. Hừ, nếu nói như vậy, không lẽ ban huynh tự nghĩ mình có thể thống lĩnh tốt hơn hai người bọn thạch tôn giả à, các hạ vốn có thù hận sống chết với thạch đạo hiếu. Ai biết có phải đạo hữu định thừa gió bẽ măng thì sao trên gương mặt trong suốt của nam tử ma tộc cũng cười lạnh một tiếng rồi trả lời. Hai tên này lời qua tiếng lại, trong nháy mắt đã nồng nặc mùi đã kích lẫn nhau. Những tên ma tộc cao cấp khác trông thấy tình cảnh này lại có biểu hiện khác nhau, có cái mặt không chút biểu cảm tựa như không thấy gì cả, có gã than nhẹ một tiếng rồi nhăn mày, còn tên khác thì khoanh tay mỉm cười. Đương nhiên có có vài tên ma tộc cao cấp cũng lên tiếng ủng hộ phe mình, nhất thời trong đại điện huyên náo có phần lộn xộn. Đủ rồi, tất cả im lại cho ta. Huyết bào nam tử đang ngồi trên ghế bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Âm thanh trong gian đại điện vốn đang la hét ẩm ý liền im ắng, sắc mặt vài tên ma tộc đang tranh chấp lộ vẻ sợ hãi, lập tức cúi người hành lễ với huyết bào nam tử, đồng thời cẩn thận đứng im. Sau khi hai người bọn chúng về tới ta sẽ xử trí. Hiện tại, ta gọi các người tới đây là để nhận định mức độ phòng ngự của thiên uyên thành thế nào, và dùng phương cách gì để có thể nhanh chóng công phá thành này. Hiện giờ mấy lộ đại quân khác ắt hẳn cũng bắt đầu hành sự rồi, bản thánh tổ thật không muốn để thua người khác huyết bào nam tử lạnh lùng giảng giải. Trường 1886, Nhân Ma Chi Chiến năm Huyết quang đại nhân xin bất giận, so với lời đồn đại trước đây quả nhiên phòng ngự thiên uyên thành lần này càng thêm lợi hại, nhưng với sức mạnh tấn công của chúng ta thì thành trì này sớm muộn gì cũng bị công phá mà thôi. Nếu đại nhân muốn gấp rút phá thành thì chỉ cần cho đại quân ma thú luân phiên tấn công liên tục, hơn nữa phải tăng cường sức tấn công càng ngày càng mạnh hơn, buộc cho thủ đoạn phòng ngự thành này hơn phân nữa đều phải dần lộ ra hết, rồi tuần tự nghĩ cách phá giải, cuối cùng tập trung hết thực lực toàn lực công kích trận cuối, nhất định sẽ phá được thành này. Bất quá, chỉ sợ khi đó đại quân ma thú mà chúng ta mang theo chẳng còn lại được bao nhiêu một lão già trên đầu cắm vài chiếc lông chim vàng trói bỗng nhiên cung kính đứng ra giải bầy cùng huyết bào nam tử chỉ cần có thể nhanh chóng thu phục được thành này thì chết chừng đó ma thú thấm tháp gì chứ thánh giới chúng ta mà nói cái khác không có nhưng loại ma thú cấp thấp này thì nhiều vô số kể bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung lại lực lượng bị tiêu hao các ngươi đối với phương pháp của huyễn vũ trưởng lão có thêm ý kiến gì không Huyết bào nam tử vừa nghe xong lão già nói vậy, liền gật đầu vừa lòng rồi hướng sang những tên ma tộc khác mà lạnh lùng hỏi. "Đại nhân, ta đề nghị vừa tấn công Thiên Nguyên thành đồng thời chúng ta vừa phái ra những tinh anh ma tộc dần dần diệt trừ bớt vài cứ điểm của tu sĩ nhân tộc phụ cận. Như vậy có thể tới thời điểm tổng tấn công cuối cùng, đại nhân sẽ bớt lo lắng về sau. Hơn nữa nhân cơ hội này, cũng giúp cho đội tinh nhuệ chúng ta có cơ hội tiếp cận trước cách thức đối phó với phương thức chiến đấu của tu sĩ nhân tộc." Điều này cũng giảm bớt được tổn thất của đội tinh nhuệ khi tiến hành tổng tấn công thêm một phụ nhân hoàng bào cũng thước tha đi ra rồi đề nghị. Trải qua một phen càn quét sơ khởi lúc trước, các đại cứ điểm nhân tộc xung quanh còn bao nhiêu chỗ? Huyết nào nam tử nghe vậy, có chút động tâm liền hỏi. Chỉ vì sau này gặp phải vài cứ điểm hơi khó giải quyết một chút, cũng không còn nhiều lắm, ở khu phụ cận đó đại khái còn khoảng 7-8 cứ điểm. Tuy nhiên nếu nói về quy mô mà so với thiên uyên thành thì thật sự kém xa lắm một gã thanh niên ma tộc cao cấp có gương mặt trắng trẻo cười trả lời. Nếu là như vậy, hãy phái ra già luân chiến ma, huyết quang tinh vệ cùng vạn tượng ma kỳ càn quét hết tất cả cứ điểm cho ta. Còn các việc khác, cứ theo ý kiến của huyễn vũ trưởng lão mà làm huyết bào nam tử trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên quyết định. Cái gì, đại nhân dự tính phái ra huyết quang tinh vệ à? Già luân chiến ma cùng vạn tượng ma kỳ còn chưa tính, mặc dù là lực lượng tinh nhuệ của cổ ma nhất tộc chúng ta, nhưng thường là những người dưới trướng thánh tổ đại nhân đều phải tuân theo mệnh lệnh. Huyết quang tinh về kia lại chính là đội vệ binh thân tín bên cạnh đại nhân, làm sao có thể dễ dàng điều đi xa đại nhân được. Vừa nghe qua câu này, hơn phần nữa sắc mặt ma tộc cao cấp trở đại biến, cũng có người lập tức muốn đứng ra khuyên can. Ta phái ra huyết quang tinh vệ đương nhiên là có dụng ý, các người không cần khuyên giải gì nữa hai mắt huyết bào nam tử nhíu lại, chút ý tứ trên mặt đều không lộ ra. Những tên ma tộc cao cấp phía dưới đưa mắt nhìn nhau, cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa, chỉ có thể khom lưng im lặng. Vào lúc này huyết bào nam tử ngẩng đầu lên, tựa hồ ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh đại điện, trực tiếp nhìn về một nơi xa thật xa. Cơ hồ cùng lúc này, trên một ngọn núi lớn ở gần Linh Hoàng Thành, có một nữ tử dáng người thước tha đang đứng trên một tảng đá lớn, trên đầu nhô lên cặp sừng trắng tinh, cũng đồng thời thu lại ánh mắt đang nhìn theo phương hướng nào đó, trên khuôn mặt xinh đẹp lại ẩn hiện một tia trào phúng. Lúc này phía sau nữ tử đó, có khoảng 50 tên cả nam lẫn nữ ma tộc cao cấp, cả đám đều cung kính đứng im. Nếu nhìn từ trên cao xuống bốn phía xung quanh đỉnh núi, chỉ thấy bên trong ma khí cuồn cuộn đó, chi chít giáp sĩ cùng vô số tinh kỳ ma tộc, cơ hồ liếc mắt nhìn qua liền không thấy điểm cuối. Cũng có thêm rất nhiều ma thú cao cấp chưa từng nghe thấy qua bao giờ, trong đám giáp sĩ hỗn loạn đó, thỉnh thoảng hô lên tiếng lớn thuần phục. Khoảng cách trước mặt linh hoàng thành không xa, thế mà đại quân ma tộc vây chặt như nêm, Khác với tên huyết quang thánh tổ kia, thủ lĩnh ma tộc phụ trách tấn công linh hoàng thành này ngay từ đầu đã đưa hết lực lượng ra, dự tính chỉ cần toàn lực một trận chiến thôi cũng sẽ thành công. Linh hoàng thành ở xa xa, ngay trung tâm có vài cây đại thụ cao chọc trời, toàn thành được bao phủ bởi tầng tầng quầng sáng xanh biếc, trên đầu tường đứng giản quân thẳng tắp một loạt tu sĩ nhân tộc. Xung quanh linh hoàng thành, khắp nơi có hàng nghìn đống hải cốt các loại, trông thoáng qua giường như bình thường rất khó ngăn nổi lực lượng công kích mạnh mẽ. Bắt đầu công thành, nữ tử có cặp sừng với gương mặt rất thanh tú thế nhưng lại hé miệng thốt ra một câu đằng đằng sát khí đến thế. "Vâng, Lục Cực đại nhân." Năm sáu chục tên ma tộc cao cấp kia thủy chung không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt diễm lệ của nữ tử đó, đồng loạt kho người lĩnh mệnh rồi nói, theo đó một cổ sát khí kinh người từ ngọn núi cao phóng lên mút trời. Mà ở cạnh bên đám ma tộc cao cấp đó, có một nữ tử ma tộc khác vận cung trang màu tím, mặt vừa thoáng ngẩng lên, liền lộ ra một dung nhan vô cùng diễm lệ hiếm có trên đời khi đối mặt với nữ tử ma tộc có cặp sừng, nàng này có chút khác biệt so với những tên ma tộc cao cấp khác, trên mặt bình thường vẫn tràn ngập vẻ kính cẩn, nhưng sâu trong đáy mắt lại mơ hồ lộ chút vẻ phức tạp mông lung. Sau khi Hàn Lập trở về chỗ ở, lập tức tiến vào mật thất trên tầng chót, tiếp tục tế luyện vạn kiếm đồ và hồ lô kiếm trong tay. Nếu có thể sớm đem hai món bảo bối này tế luyện xong, đương nhiên có thể giúp cho bản thân và đám môn hạ đệ tử tăng cường thêm chút thực lực trong trận đại chiến sắp tới. Một tháng sau, trước hết hàn lập trao hồ lô kiếm vốn đã hoàn tất cho hải đại thiếu. Thời gian kế tiếp, hắn liền đặt hết tâm tư tìm hiểu thấu đáo vạn kiếm đồ. Thế là thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã được hơn nửa năm. Trong thời gian đó, Kim Việt Thiền Sư cùng với các trưởng lão Thiên Uyên Thành cũng không phái người tới quấy rầy hàn lập. Nhưng hắn thông qua tin tức mỗi ngày từ môn hạ đệ tử lại biết được ma tộc vẫn liên tục công kích thiên uyên thành cơ hồ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Vô luận có đánh tan đi ít nhiều những tên ma tộc tiến đến dò xét và công kích, thì mấy ngày sau đó cũng nhất định số lượng đại quân ma thú xuất hiện càng ngày càng đông thêm, tựa như lực lượng ma thú này đông đảo không bao giờ hết. Thế mà thủ lĩnh ma tộc cao cấp nào đó chỉ huy đám ma thú lại chẳng thèm quan tâm tới tổn hao của ma thú cấp thấp cả, cho dù lực lượng tu sĩ hợp thể phụ trách thủ thành đã mấy lần kích phát vài loại siêu cấp trận pháp, thiếu chút nữa đã vây khốn toàn bộ đám ma tộc cao cấp thủ lĩnh. Kế tiếp đám ma tộc cao cấp đó vẫn không sợ hãi chút nào, lại tiếp tục dẫn theo một đám đại quân ma thú khác tiến đến công thành nữa. Trong khi cầm cự hơn nửa năm nay, nhận được rất nhiều tin dữ chuyển tới, cho biết mấy thế lực cứ điểm nhân tộc gần đó cũng bị công phá thất thủ. Trong những cứ điểm bị chiếm đóng đó thì hơn phân nửa tu sĩ nhân tộc đã bị tử trận, một số ít còn lại bị đám ma tộc bắt đi, nghe nói chúng muốn dùng phương thức ma khí quán thể để chuyển hóa tu sĩ thành ma nhân. Còn đối với những bách tính nhân tộc phàm nhân khác, đám ma tộc đó vẫn không có ý định tàn sát, vẫn mặc kệ cho dân chúng sinh hoạt bên trong cứ điểm đó mà thành phần ma tộc tấn công những cứ điểm đó thật sự không phải là đại quân ma thú cấp thấp mà chính là lực lượng tinh nhuệ của ma tộc những tên ma tộc đó chẳng những thần thông kinh người mà còn am hiểu thuật liên thủ vậy mà đã có vài tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ khó thoát chết khỏi tay đám ma tộc tinh nhuệ đó vừa nghe qua những tin tức này trong lòng hàn lập thoáng dùng mình thực lực chân chính của ma tộc tựa hồ đáng sợ hơn tin đồn trước đây một mai bọn chúng thật sự tìm được điểm yếu phòng ngự của thiên uyên thành này lại càn quét toàn bộ những cứ điểm nhân tộc ở khu vực gần đó thế là thành này có thể trụ vững hay không thật là khó nói bất quá chuyện này với thực lực một người như hắn khó có thể quản nổi chỉ có thể nhất thời xem kim việt thiền sư cùng những tu sĩ hợp thể khác tìm cách ứng phó tình thế nguy cấp này những trưởng lão thiên uyên thành này người nào mà chẳng sống trên vạn năm cả đương nhiên không thể nào khoanh tay ngồi chờ chết hơn nữa trong lòng hàn lập còn mơ hồ dự cảm được có thể thời gian nhàn rỗi để tế luyện bảo vật không còn tiếp tục được bao lâu nữa Quả nhiên qua một tháng sau, Hàn Lập nhận được tin tức chuyển tới từ Kim Việt Thiền Sư, muốn mời hắn đến trưởng lão điện để nghị sự. Đương nhiên Hàn Lập không thể trần chờ, lúc này liền rời khỏi mật thất, rồi hóa thành đạo độn quang mà lao đi. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đã ngồi an vị trên ghế ở đại điện, ngoại trừ biết được Kim Việt Thiền Sư, cốc trưởng lão và ngân quang tiên tử ra, hắn chưa từng biết mặt những vị tu sĩ hợp thể xa lạ khác. Hiển nhiên do trước giờ hắn vẫn chưa được gặp mặt toàn bộ trưởng lão hội, Vài vị trưởng lão này nghe nói lúc trước đang bận việc quan trọng, nên Hàn Lập chưa từng có dịp diện kiến qua. Tuy rằng Hàn Lập có chút tò mò về chuyện quan trọng của những vị hợp thể kỳ đó, nhưng tự nhiên trên mặt không hiển lộ chút nào, mà mỉm cười chào hỏi vài câu xã giao. Những trưởng lão đó đều có tu vi hợp thể sơ kỳ, vì thế đương nhiên đều phải khách khí vạn phần với tu sĩ trung kỳ như Hàn Lập đây. Bất quá trong lúc trò chuyện, Hàn Lập lại chú ý tới thần sắc của đám người cốc trưởng lão tuy rất bình thường, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt bọn họ lại có dấu hiệu lo lắng tựa hồ ai cũng có tâm sự lo âu tốt lắm trương đạo hiếu các vị cũng đều đã diện kiến hàn huynh rồi kế tiếp chúng ta hãy bàn tới chuyện quan trọng đi ngay ngày hôm qua trưởng lão hội vừa mới nhận được tin tức ma tộc lại phái ra đại quân tấn công liên hợp thành trì của tứ đại tông môn trong đó có khinh thiên môn cùng thiên hoàng tông tứ đại tông môn đó biết rằng lúc này khó lòng ngăn cản được công kích của ma tộc vì thế phái ra sứ giả liều mình chạy đến cầu viện thiên uyên thành chúng ta Nơi của tứ đại tông môn đó là cứ điểm có quy mô lớn chỉ thua bản thành mà thôi, nếu kế tiếp cũng bị đám ma tộc công phá, thì chúng ta sẽ phải đơn độc chống cự kịch liệt, cho nên bản thành nhất định phải cử tu sĩ đến đó tiếp viện mới được cốc trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thần sắc hiển hiện chút nghiêm trọng nói. Vừa nghe qua, sắc mặt của đám người Kim Việt Thiền Sư cũng thoáng hiện ra vẻ trầm trọng. Còn Hàn Lập vừa nghe qua chân mày hơi nhíu lại, những vị trưởng lão khác lại tựa hồ cùng lộ ra vẻ mới vừa biết được tin tức này. Cốc huynh, Lúc trước không phải Khinh Thiên môn đã đẩy lùi được công kích của ma tộc hay sao, thậm chí còn vây đánh vài tên ma tộc cao cấp nữa, tình huống thế nào lại nhanh chóng quay ngược đến thế? Một vị trưởng lão mặt đỏ vội vàng hỏi, thế lực liên thủ của tứ đại tông môn ỷ Thiên môn trong nhân tộc chúng ta mà nói có thể xếp trong nhóm 10 thế lực lớn nhất, bọn họ xây dựng ỷ Thiên thành có năng lực phòng ngự tuy không sánh bằng Thiên Uyên thành, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Sở dĩ hiện tại gặp phải nguy cấp là do đám ma tộc công thành đột nhiên phái ra hơn 10 tên ma tộc cao cấp cùng dụng mưu dẫn dụ vài vị thái thượng trưởng lão trong tứ đại tông môn ra ngoài, rồi tiến hành đánh lén, kết cuộc có hai vị thái thượng trưởng lão trong đó bất hạnh bị vẫn lạc. Kể từ đó, chiến lực cao cấp nhất của tứ đại tông môn bị giảm đi đôi chút, nên tự nhiên tình thế không ổn chút nào cốc trưởng lão trầm giọng giải thích vài câu. chương 1887, Nhân Ma Chi Chiến 6 Thì ra là thế, cốc trưởng lão triệu tập chúng ta tới đây, chính là muốn thương lượng việc tiếp viện sao? Trưởng lão mặt đỏ gật gật đầu nói, không sai, ỷ Thiên Thành là cứ điểm phụ cận còn sót lại của bản thành, không thể không cứu. Hơn nữa thành này tại lần ma kiếp trước, một mực chống cự ma kiếp đến cuối cùng vẫn bình yên vô sự. Sở dĩ lần này xuất hiện tình trạng không chống đỡ nổi, chỉ vì khiếm khuyết một số tu sĩ cao cấp chấn thủ mà thôi cốc trưởng lão khẽ thở dài nói. Ý của cốc huynh là thiên nguyên thành chúng ta không cần điều động quá nhiều nhân thủ, chỉ cần phái ra vài vị hợp thể tu sĩ là được sao? Kim Việt thiền sư ánh mắt chợt lóe, có chút suy tư hỏi không sai, lão phu chính là có ý này. Dù sao trước mắt thiên uyên thành mới chính là mục tiêu cuối cùng của đại quân ma tộc, cho dù phải cứu ỷ thiên thành, nhưng cần phải cẩn thận đề phòng kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Bên trong ỷ thiên thành đệ tử cấp thấp không thiếu, bản thân lực phòng ngự cũng không tệ, chúng ta chỉ cần phái ra hai ba tu sĩ hợp thể chi viện, cũng đủ để ổn định cục diện nguy hiểm bên kia, lại càng không làm suy yếu đi thực lực của bản thành cốc trưởng lão hiển nhiên trước đó đã sớm suy nghĩ rõ ràng, không chút lưỡng lự nói nghe xong một chàng của cốc trưởng lão các trưởng lão khác tự nhiên xì xào bán tán một trận cũng pha lẫn một vài lời thương nghị cuối cùng phần lớn cũng đều đồng ý theo đề nghị của bạch bào lão giả dù sao việc đi cứu viện tòa thành đó trước mắt cũng là phương pháp ổn thỏa nhất nhưng liên quan đến bố trí nhân thủ cụ thể đi cứu viện giữa các trưởng lão lại xảy ra một phen bất đồng ý kiến cốc huynh muốn tiểu đề cùng dư đạo hữu đi tiếp viện à chỉ e là không ổn không phải tại hạ không nguyện ý đi mạo hiểm mà cốc huynh hẳn là rất rõ ràng, hiện tại tiểu đệ phụ trách chuyện đó đang tới thời điểm quan trọng, thật sự không dứt ra được một gã bạch mi trung niên nam tử nhướng mày nói. Vừa rồi cốc trưởng lão đề nghị hắn cùng một trưởng lão khác đi tiếp viện ỷ thiên thành, hắn liền không một chút do dự mà cự tuyệt ngay. Sự việc của dư mỗ, át hẳn cốc huynh cũng biết rõ, lô thuốc hương tiêu đan ta đang luyện đến khâu trọng yếu, một khi rời đi sẽ hết sức phí công vô ích. Chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu đốt một giờ một trưởng lão khác cũng liên tục lắc đầu, thế tần đạo hữu cùng lôi huynh như thế nào cốc trưởng lão nhướng mày quay đầu hỏi hai người khác kết quả hai trưởng lão kia đều đồng dạng có vẻ mặt khó xử thật là phiền toái lão phu cùng kim duyệt đại sư mấy người phải phụ trách toàn bộ việc phòng ngự của thiên uyên thành nên cũng không có cách nào ly khai được cốc trưởng lão có chút không hài lòng ra mặt như vậy đi nếu cốc huynh tin tưởng thiếp thân nguyện đi một chuyến ta cùng lâm tiên tử của thiên vương tông vốn là hảo hữu kết giao nhiều năm cũng nên đi trợ giúp một tay trên mặt nạ của ngân quang tiên tử mục quang chợt lóe đột nhiên lạnh lùng trong trẻo mở miệng. Sao, tiên tử nguyện ý đi à? Thế thì quá tốt, với thần thông của tiên tử, lão phu sao lại không an tâm chứ? Nhưng mà, ngân quang tiên tử đi một mình vẫn chưa đủ, ít ra cũng phải phái thêm một người nữa mới được vừa thấy ngân quang tiên tử tự đề cử mình. Cốc trưởng lão sau khi bất ngờ liền mừng rõ nói, tiếp theo ánh mắt xoay chuyển, theo bản năng liếc nhìn hàn lập một cái. Hàn lập thấy tình hình này, trong lòng thở dài một hơi, biết sự việc lần này hầu như bản thân không thể tránh khỏi, liền đứng dậy chắp tay nói. Bảo vật trong tay tại hạ tế luyện cũng tạm ổn rồi, chuyến đi ỉ thiên thành lần này, thôi để hàn mỗ đi luôn được không? Từ lúc tại hạ đến quý thành, còn chưa làm bất cứ chuyện gì, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an. Hàn huynh là trung kỳ tu sĩ, thậm chí từng đối địch qua hậu kỳ tu sĩ, nếu đi chi viện, ỉ thiên thành tự nhiên càng thêm vô sự rồi. Lần này thật làm phiền đạo hữu cốc trưởng lão thấy hàn lập chủ động đứng ra, Lông mày giãn ra, cực kỳ cao hứng không mất lời cảm tạ. Lần đi ỉ thiên thành này có quan hệ không nhỏ, Hàn Mỗ tận chút sức lực cũng là nên làm. Việc không nên chậm trễ, ta cùng ngân quang đạo hữu hãy quay về thu xếp một chút, ngày mai xuất phát ngay." Hàn Lập bật cười lớn nói, tuy rằng lần đi ỉ thiên thành này sẽ trực tiếp đối mặt với ma tộc cao cấp, nhưng với thần thông hiện giờ của Hàn Lập, trừ phi gặp phải thánh tổ ma tộc ra, các tên ma tộc khác làm sao chân chính uy hiếp được. Cho nên hắn tuy biết rằng chuyến đi này sẽ có chút nguy hiểm, nhưng trong lòng lại không có sợ hãi chút nào. Bên phía ỉ thiên thành nguy cơ trùng trùng, ngày mai xuất phát cũng tốt. Bất quá, hiện tại các nơi đều bị ma tộc bày ra cấm chế ngăn cách truyền tống cự ly xa, nên truyền tống trận của bản thành cũng không có cách nào đưa nhị vị đạo hữu trực tiếp tới ỉ thiên thành được. Chỉ có thể tận lực đưa tới chỗ truyền tống bí ẩn gần với ỉ thiên thành nhất mà thôi. Lộ trình kế tiếp còn phải dựa vào thuật phi hành của nhị vị đạo hữu Kim Việt Thiền Sư có chút ấy náy nói không việc gì cả, dựa vào năng lực của ta và Hàn Huynh, lộ trình còn lại tuyệt không tốn bao lâu đâu ngân quang tiên tử không chút để ý nói. Hàn Lập cũng cười một tiếng không để trong lòng, do nhân thủ chi viện đã chọn lựa xong rồi, nên trong lòng đám người cốc trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm. tiếp theo lại bắt tay thảo luận về việc tại sao cường độ công kích của ma tộc độ càng ngày càng lớn, cũng như cùng đưa ra một ít đối sách. Nhưng cho dù những lão quái này ai cũng đều có mưu tính lão luyện, nhưng vấn đề đại quân có vô số ma thú cấp thấp thì vẫn hết đường xoay sở. Hiện giờ thiên Uyên thành đang tổn chữ nhiều linh thạch, dù dưới hao tổn kinh người của vô số pháp trận, cũng mới chỉ giảm được hơn một phần mười. Thoạt nhìn tựa hồ còn thừa rất nhiều, nhưng dựa theo thông lệ trước kia, sau khi ma kiếp bùng nổ ước chừng sẽ kéo dài hơn trăm năm. Mà lần ma kiếp này mới bạo phát chưa tới một năm thời gian, việc này sao chẳng làm cho đám trưởng lão không ngừng quan tâm lo lắng được chứ. Lúc này Hàn Lập lại bỗng nhiên cười nói, các vị đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng cho việc này, mà thú cấp thấp của ma giới cho dù thật sự đếm không kể xiết, nhưng việc để thu thập và hàng phục đám ma thú này, chỉ e cũng hao phí cổ ma nhất tộc không ít tinh lực, huống hồ lại đem đám ma thú này từ ma giới đến nhân giới, cũng tuyệt không phải là một việc dễ dàng gì. Dù sao hiện tại giới diện chi lực giữa hai giới tuy rằng đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn sót lại một ít, số lượng ma thú cấp thấp nhiều như vậy đối với ma tộc mà nói cũng là một gánh nặng to lớn, nếu không thì đám ma tộc đó cần gì phải phí sức thám thính làm gì. Ta tự nhiên cũng biết việc này nhưng sự hung hãn của lần ma kiếp này thật sự có chút ngoài dự liệu. Cuối cùng không biết Thiên Uyên Thành có thể làm tiêu hao hết đám đại quân ma thú này không nữa. Cốc trưởng lão cười khổ một tiếng nói, kỳ thật đối với đại quân ma thú và những tên ma tộc cao cấp đã xuất hiện vừa qua, ta càng lo lắng không biết mấy chục năm sau bản thể của thánh tổ ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu tên sẽ hàng lâm bản giới ngân quang tiên tử dung nhan sinh như ngọc bóng trầm trọng nói. Xin tiên tử chỉ giáo cho, Hàn Lập vừa nghe lời này, thần sắc vừa động, không chút lưỡng lự hỏi, ở lần trước kia vừa đến giữa kỳ ma kiếp giới diện chi lực cũng không thể ngăn cản nổi bản thể thánh tổ ma tộc hàng lâm nữa nhưng không biết vì sao mà đám thánh tổ ma tộc đó cũng không có cách nào hàng lâm toàn bộ sang giới này mỗi lần ma kiếp chỉ có một số rất ít có thể hàng lâm linh giới mà thôi dưới sự liên thủ đại thừa của nhân yêu lưỡng tộc cộng thêm mấy tộc phụ cận khác nữa cuối cùng cũng có thể đấu ngang tay với đám thánh tổ đó nhưng lần ma kiếp này thanh thế to lớn như vậy chỉ sợ số lượng thánh tổ ma tộc hàng lâm cũng khác nhiều so với lúc trước không cần nhiều, chỉ cần ma tộc một hơi kéo sang mười mấy tên thánh tổ cùng cấp thôi, nhân yêu lưỡng tộc chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản nữa ngân quang tiên tử chậm rãi nói. Kỳ thật chuyện này ta và Kim Việt đạo hữu cũng đã từng suy đoán qua, nhưng bên phía thánh đảo ắt hẳn cũng đã có dự phòng, chúng ta chỉ cần cố gắng làm tốt chuyện của mình là được cốc trưởng lão đối với lời nói của ngân quang tiên tử không có gì ngạc nhiên, ngược lại hàn ý trên mặt chợt lóe nói. Đây cũng nhờ lưỡng tộc chúng ta có nhiều tu sĩ trí tuệ trên thánh đảo, nên đã có thể đoán trước ma kiếp lần này không giống bình thường, khẳng định đã có đối sách ứng phó. Nếu đã như vậy, thiếp thân liền cáo từ trước, vì chuyến hành trình đi ỉ thiên thành nên trở về chuẩn bị một chút ngân quang tiên tử nghe được lời ấy, Ngọc Dung hơi hòa hoãn lại chút, sau một thoáng suy nghĩ liền nói lời cáo từ. Đám người cốc trưởng lão tự nhiên không nói thêm lời nào nữa, liền cùng đứng dậy đưa tiến. Sau khi ngân quang tiên tử rời đi không lâu, Hàn Lập cũng đồng dạng lấy cớ chuẩn bị cho hành trình ngày mai mà cáo từ quay về sau đó không lâu hàn lập trở lại động phủ lập tức gọi đám đệ tử hải đại thiếu tới sau khi ban cho bảo vật và đan dược cũng ngưng trọng dặn dò một phen liền trở vào trong tòa mật thất cao nhất mà đả tòa tuy rằng hắn tự nhận định lần đi này hẳn là cũng không nguy hiểm gì quá lớn nhưng đem tâm thần bảo trì ở trạng thái tốt nhất rồi xuất phát tự nhiên cũng có chỗ hữu ích một đêm vô sự sáng sớm ngày tiếp theo hàn lập đơn thân một mình bay thẳng đến vị trí truyền tống trận của thiên uyên thành mấy canh giờ sau hắn liền chứng kiến ở xa xa, bên ngoài truyền tống đại điện có một thân bạch y nữ tử mang mặt nạ, đang tiêu sái đứng ở đó. Thật làm phiền tiên tử đứng đợi lâu, độn quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập liền quỷ dị xuất hiện ngay bên cạnh nàng, khẽ cười nói. Hàn Huynh không cần khách khí, thiếp thân cũng vừa mới tới không lâu, chúng ta xuất phát luôn nào. Hai mắt ngân quang tiên tử sau khi đảo qua trên mặt của Hàn Lập, liền thản nhiên nói. Tiếp theo, nàng liền đi trước dẫn đường lối vào dòng truyền tống đại điện, Hàn Lập không chút hoang mang đi theo sau. Bên trong truyền tống đại diện, đã sớm có mặt vài tên vệ sĩ thủ hộ cung kính chờ đợi, chúng vừa thấy hai người Hàn Lập vừa tiến vào, lập tức hướng hai người thi lễ, và tên cầm đầu cung kính nói. Hai vị tiền bối, vãn bối đã sớm đem truyền tống pháp trận chuẩn bị tốt rồi, chốc lát lập tức đưa hai vị truyền tống đến vị trí cách hỷ thiên thành khoảng nửa tháng lộ trình. Bất quá do sợ bị ma tộc phát hiện, nên vị trí truyền tống này từ lúc ma kiếp bạo phát tới nay, vẫn chưa từng khởi động qua. Cho nên mong hai vị tiền bối khi vừa đến nơi pháp trận truyền tống đầu bên kia, cần phải cẩn thận một chút, phòng ngừa điểm truyền tống bên kia đã bị bại lộ. Nói như vậy, ngay khi chúng ta qua đó, có thể chúng phải mai phục của ma tộc à. Ngân quang tiên tử nhíu chặt đôi mi lại, lạnh lùng nói. bẩm báo tiền bối, vị trí thiết lập truyền tống bên đầu kia hết sức bí ẩn, theo lý thuyết tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lời vừa thốt ra chỉ có tính đề phòng thôi, trong lòng tên vệ sĩ kia rung mình, vội vàng cẩn thận giải thích. Truyền tống trận không có bất cứ vấn đề gì chứ?" Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu. "Tuyệt đối là không có vấn đề, Vãn Bối vừa mới thử nghiệm qua tên thủ lĩnh vệ sĩ thập phần khẳng định nói." Nếu truyền tống trận không có vấn đề gì, cho dù bên kia có ma tộc mai phục đi nữa, ta cùng Ngân Quang đạo hữu cũng sẽ chẳng quan tâm tới, hãy lập tức chuẩn bị truyền tống đi. Hàn Lập nghe được lời này, không chút do dự phân phó. Chương 1888, Nhân Ma chi chiến 7. Ngân Quang tiên tử nghe Hàn Lập nói thế, ánh mắt trên mặt nạ chợt lóe, nhưng cuối cùng cũng không phản đối chút nào. Vệ sĩ bên cạnh gặp tình hình này, tự nhiên lập tức tuân lệnh, liền phân phó mấy người khác, vội vàng kích phát truyền tống trận. Ngân Quang Tiên Tử không nói hai lời, Bạch Y phiêu động, liền đứng ở trung tâm pháp trận. Hàn Lập cười cười, cũng bình tĩnh đi vào trong truyền chống trận. Một lát sau, dưới chân truyền tống trận liền phát ra tiếng động vù vù, đồng thời bốn phía nổi lên linh quang màu trắng ngà. Thân hình hai người chợt lóe, bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung dưới ánh linh quang sáng rực. Hàn Lập chỉ cảm thấy hào quang bốn phía chấp động, không gian trước mắt chợt trở nên mơ hồ. Với thần thông hiện tại của hắn, lần truyền tống cự ly ngắn này ngoại trừ trong đầu trầm trọng một chút, thì không có bất cứ khó chịu gì cả. Nhưng khi bốn phía hào quang tản ra, vừa lúc hai chân Hàn Lập lại chạm đất. Liền không chút do dự phóng xuất thần niệm ra xung quanh, đem toàn khu vực phụ cận đều tra xét kỹ lưỡng. Kết quả, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, Sâu trong trong đồng tử xuất hiện một tia hàn quang lóe ra. Cơ hồ trong cùng lúc, không gian bốn phía đột nhiên dao động dữ dội, hơn trăm luồng khói đen kịt dày đặc cuồn cuộn từ khắp nơi tràn tới. Hàn Lập không cần nghĩ nhiều, một tay bấm quyết đột nhiên xung quanh cơ thể hiện ra một quầng sáng màu xám, bất quá lúc đầu chỉ lan ra hơn trượng, nhưng sau một cái chớp lóe, liền mạnh mẽ bung rộng ra vô số lần, cuối cùng bao trọn hàn quang ở khu lân cận vào hết bên trong. Thật bất ngờ, đám hàn quang đó lập tức bị một cổ lực lượng quỷ dị từ trong quầng sáng màu xám làm cho đứng yên không nhúc nhích rồi lần lượt hiện ra nguyên hình thấy rõ từng chiếc cung tên màu đen dài hơn thước mỗi cây đều tỏa ra màu đen bóng loáng ngay đầu mũi tên liên tục chấp động ánh sáng màu tím trông rất yêu dị dường như trên đó có bôi lên chất kịch độc nào đó hàn lập lúc này không chút hoang mang đảo ánh mắt qua bốn phía xung quanh hắn chỉ thấy bản thân đang đứng trong một gian đại sảnh lớn hơn trăm trượng mà ở trong đại sảnh này đang hiện diện chừng năm 60 tên giáp sĩ ma tộc mặc giáp đen, mỗi tên đều cầm trên tay một cây cung tên đen nhánh, cả bọn đều lộ vẻ giật mình nhìn về phía hai người Hàn Lập. Bất qua phần lớn đám ma tộc này đều có tu vi kết đan kỳ, lẫn trong đó có vài tên nguyên anh kỳ. Nhưng tu vi cao nhất là một gã độc giác an tộc hóa thần kỳ, da thịt thô giáp, hai mắt xanh biếc. Ngay lúc này, tên cầm đầu ma tộc đang ngạc nhiên nhìn Hàn Lập và Ngân Quang Tiên Tử, đột nhiên trong miệng thét lớn một tiếng. Không hay rồi, là hợp thể lão quái của nhân tộc mau chạy đi lời vừa dứt trên thân thể tên ma tộc cao cấp này vang lên tiếng phanh một cổ ma khí nồng đậm bạo phát lan nhanh khắp nơi cơ hồ tràn ngập cả gian đại sảnh mà bản thân hắn lại thừa dịp được cổ ma khí che giấu lập tức hóa thành một đạo ô quang chạy về hướng cổng chính còn mấy tên giáp sĩ ma tộc khác tự nhiên cũng kinh hãi đều muốn thi triển ma thuật mà bỏ chạy nhưng hàn lập sao có thể để cho bọn họ được như ý sát khí vừa hiện trên mặt quầng sáng màu xám đột nhiên co rút lại, nguyên bản cung tiễn đen nhánh đang bị đứng yên bất động trên không, thì chỉ cần sau một cái quay đầu, liền nhắm hướng phía ngược lại bắn đi. Tốc độ quả thật cực nhanh, so với cung tiễn ngũ sắc lúc ban đầu còn muốn nhanh hơn gấp 10 lần. Ánh chớp chợt lóe qua, giáp sĩ ma tộc bốn phía kêu lên thảm thiết, liền lần lượt xoay người ngã quỵ xuống. Tiếp theo quầng sáng màu xám trở nên quay cuồng khắp đại sảnh, vô số tia sáng xám nhỏ bé hiện ra, chấp động một cái, toàn bộ thân hình đám giáp sĩ ma tộc lập tức rời ra tứ phân ngũ liệt trông hết sức quỷ dị. Trong vô số ánh sáng màu xám chấp động bao phủ, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát ra chút nào. Nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại ở đó, Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt một cái, chỉ tốn chút công phu liền ngó về hướng cổng chính, nơi tên thủ lĩnh ma tộc thừa dịp bỏ chạy, bàn tay bỗng nhiên tung ra một chảo hướng hư không phát ra. Một tiếng phốc suy vang lên, trên không trung ngay đầu tên ma tộc hiện ra một bàn tay màu xanh to tướng, liền vỗ xuống nhanh tựa tia chớp một tiếng hét thảm vang xa, tên ma tộc hóa thần kia căn bản không cách nào chống đỡ nổi uy lực khổng lồ của cự trường, ngay cả bảo vật hộ thân cũng chưa kịp tung ra, chỉ cần một cái vỗ liền biến thành đống thịt vụn. Lúc này Hàn Lập mới vung tay hướng lên hư không, dưới ánh hào quang chấp động, những sợi tơ xám răng đầy trời cùng với bàn tay to màu xanh liền tán loạn biến mất tựa như ảo ảnh. Sau đó hắn mới quay đầu lại hướng Ngân Quang Tiên Tử đồng dạng cùng truyền tống tới khẽ cười nói. Ngân Quang đạo hiếu, xem ra nơi này đích thực đã bị ma tộc phát hiện, bất quá vẫn chưa xem trọng lắm, chỉ phái ra bấy nhiêu nhân thủ canh chừng thôi. Chẳng phải ma tộc không coi trọng đâu, mà là những truyền tống trận bí ẩn của nhân tộc chúng ta ở ngoài các đại thành có quá nhiều, đám ma tộc đó không có khả năng đều phái ra trọng binh để canh chừng mỗi truyền tống trận được. Chỗ truyền tống trận này có thể có hóa thần kỳ của ma tộc xuất hiện, đã là được ma tộc coi trọng lắm rồi ngân quang tiên tử tựa hồ đối với điều này rất rõ ràng. Thì ra là thế, lời của tiên tử đích thực chí Lý Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút, liền cười rộ lên nói kế tiếp ngón tay hắn bắn ra một viên hỏa cầu, chấp động một cái, liền hóa thành hỏa điều đỏ sậm hướng mặt đất vẫy cánh một cái. Đám tàn thi ma tộc sau khi bị hỏa điều bay ngang qua, lần lượt hóa thành cho bụi, chỉ lưu lại mấy túi chữ vật lớn nhỏ không đồng đều. Chữ vật pháp khí của ma tộc và vòng chữ vật của linh giới nhìn không giống nhau lắm, mỗi cái chữ vật pháp khí nhìn tựa như dây đai thắt lưng vậy. Tay áo hàn lập đảo qua, liền thu hết đám đai lưng đó vào tay, tùy ý dùng thần niệm nhìn lướt qua đó. Kết quả hắn khẽ cao mày, đai lưng chữ vật của đám giáp sĩ ma tộc đó thế mà có quá ít đồ vật, ngoại trừ một số tinh thạch tỏa ánh sáng màu đen, thì phần lớn đều là các dụng cụ linh tinh như trận kỳ, trận bàn. Đám tinh thạch màu đen đó, theo như lời đồn thì át hẳn là đặc sản ma tinh thạch từ ma giới. Đám tinh thạch này cùng với linh thạch của nhân giới ở linh giới cũng có công dụng tương đồng, chỉ có điều tự trong tinh thạch tự nhiên tràn ngập từng luồng ma khí tinh thuần. Hàn lập lắc đầu, linh quang trong tay chợt lóe, đám chữ vật đai lưng này đều bị thu hết vào người, tiếp theo xảy một bước dài, hướng ra phía ngoài đại sảnh mà rời đi. Vừa rồi thần niệm hắn đã sớm đảo qua toàn bộ khu vực phụ cận, và thấy rõ ràng nơi này ngoại trừ mấy chục tên ma tộc lúc trước ra, đều không còn lại bất kỳ ai nữa, lúc này mới tùy ý tiếp tục bước đi. Thần sắc trên mặt ngân quang tiên tử cũng cực kỳ bình tĩnh, lúc này cũng đồng thời đi theo ra ngoài. Vừa vượt qua cổng chính liền có thể phát hiện ra, tòa truyền tống trận này vốn ở trong một động quật nằm sâu dưới lòng đất, ngoại trừ một thông đạo thiên nhiên nhỏ hẹp uốn lượn hướng lên trên ra, thì không còn con đường nào khác nữa. Địa phương bí ẩn như thế này, cũng không biết đám ma tộc đó làm sao tìm ra được nữa, điều này khiến cho Hàn Lập lấy làm lạ đôi chút. Sau một lát công phu, hai đạo độn quang từ đáy một tòa núi nhỏ trong lòng đất bay ra, sau khi xoay quanh một vòng trên không trung, liền xác định phương hướng nào đó rồi bay đi hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng lóe lên vài cái, liền dần dần trở nên trong suốt, thậm chí cuối cùng trở nên mờ ảo như có như không, còn một đạo bạch hồng khác, sau một tiếng phanh âm vang, Liên biến ảo thành một đóa mây trắng trông cũng không bắt mắt lắm, nhìn từ xa thì tựa như một đám mây trên trời cao từ từ phiêu động. Nhưng trên thực tế độn tốc không thua gì đạo độn quang kia. Thế là hai người một trước một sau, trong chớp mắt biết mất nơi cuối chân trời. Nhưng sau khi hai người Hàn Lập rời khỏi vị trí truyền tống trận gần nửa ngày, thì từ một phương hướng khác trên bầu trời đột nhiên trở nên u tối, một đoàn ma khí hóa thành mây mù cuồn cuộn kéo đến. Tốc độ nó cực nhanh, chỉ một cái chuyển động, liền tức thời tới ngay vị trí đỉnh núi nơi bọn Hàn Lập vừa bay đi. Sau đó ma khí ngưng tụ lại, lập tức hóa thành một tên bạch giáp lão hán. Lão già này đầu mọc sừng ngắn là một gã ma tộc cao cấp hợp thể kỳ, khuôn mặt dường như hơi giống với tên ma tộc thủ lĩnh vừa bị Hàn Lập đánh chết. Lúc này đây, vẻ mặt hắn lo âu, trong nháy thân hình nhoáng lên liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong thông đạo bí mật. Nhưng cơ hồ chỉ trong vài lần hít thở, một tiếng giống bi thống đến cực điểm từ dưới đất truyền ra tiếp theo bạch quang chợt lóe lão già lại từ dưới đất bay ra sau một cái chớp động liền bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh một tiểu sơn gần đó hai mắt tức giận hướng bốn phía nhanh chóng đảo qua dám hại đến tính mạng ái tôn của ta cho dù người chạy tới chân trời góc biển bản tôn cũng nhất định phải đem người băm thành vạn đoạn a à, tìm được rồi hướng này hẳn là không sai rồi chỉ trong chốc lát bạch giáp lão giả đã tìm ra được hướng rời đi của đám người hàn lập trong miệng gầm nhẹ một tiếng nhất thời ma khí lộ ra bên ngoài thân thể lại lần nữa hóa thành một đám hắc vân ngưng tụ bốn phía. Bỗng nhiên, lão già vào bên hông một cái, vang lên tiếng thánh thót, một đoàn hắc quang từ trong bay ra, thoáng sao động liền hóa thành con cự hạc đen thui, thân dài cỡ 10 trường. Thân hình vừa động, lão già liền hóa thành một cổ ác phong xuất hiện ngay trên lưng cự hạc, sau đó đột nhiên bấm quyết khiến sắc mặt tái xanh mét. Quầng ánh sáng xung quanh hai cánh cự hạc màu đen lưu chuyển một trận, sau một chút mơ hồ, liền huyễn hóa thành bốn cánh màu đen, đồng thời nhẹ nhẹ vỗ một cái. Tiếng xé gió nổi lên, cự hạc màu đen bay đi nhanh như tên, đồng thời ngoài thân lão giả phát tán ra ma khí cũng đang cuồng trướng tản ra, cũng đem cự hạc vây vào bên trong. Trong chốc lát độn tốc lại tăng nhanh thêm lần nữa, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trong đám mây đen kịt kia lại nhô ra một cây động thiên cự côn đen tuyền, sau đó nhoáng lên một cái, lại to dài ra hơn ngàn trượng rồi hung hăng đập xuống ngọn tiểu sơn. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số đá vụn bay ra, cự côn tựa như ảo ảnh lóe lên một cái rồi biến mất ngọn tiểu sơn vốn cao khoảng ngàn trượng, chỉ một cái đập đã thấp đi hơn phân nữa, vị ma tộc cao cấp này lại chỉ cần ra tay mỗi một côn thôi, đã đem gần nửa tiểu sơn đập cho tan nát. Lúc này cửa hạc màu đen đã sớm hóa thành một luồng hắc quang, từ chỗ gần đó chợt lóe lên rồi trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mà không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai canh giờ sau, trên một tòa núi to lớn cách nơi đây ngoài vạn dặm, có hai gã ma tộc cao cấp khác đang đối diện đàm luận chuyện gì đó. Mễ huynh, lực lão quái sao lại đi lâu như vậy, không phải nói chỉ là thuận đường mà trao cho tên ái tôn hắn hai món bảo vật hộ thân thôi sao, rồi lập tức quay về ngay mà. Lẽ nào còn ở chỗ đó định diễn thêm chút cho tình cảm ông cháu nữa à? Chúng ta đang có chuyện quan trọng trong người đấy, nếu chậm trễ đại sự, thật không biết phải trả lời làm sao với huyết quang đại nhân nữa, đây một gã ma tộc cao cấp trên mặt có khắc ma văn màu xanh, hơi không kiên nhẫn được liền nói với tên bằng hữu kế bên. Làm tôn giả cần gì phải quá mức gấp gáp vậy chứ, lực lão quái chẳng phải là người bất phân nặng nhẹ đâu. Rất có khả năng là đang trên đường quay về rồi. Lại nói tới gã đồ tôn của hắn đang phụ trách giám thị địa vực, chính là huyết mạch hậu duệ duy nhất, nên hiện tại phải trọng thị một chút, cũng là chuyện bình thường thôi một gã ma tộc đầu trọc trên khóe miệng có xúc tu dài hơn thước, trông bộ dáng bất cần liền nói. Chương 1889, lần đầu gặp ma tôn. Tuy vậy, nơi này cách bên kia cũng không tính là quá xa, lực đạo hữu có thể nhanh chóng trở lại. Không phải là trên đường gặp phiền toái gì chứ? lam tôn giả đưa tay xoa xoa ma vân trên gò má lẩm bẩm nói như có điều suy nghĩ đã gặp phiền toái sao có thể chứ với thần thông của lệ lão quái trừ phi gặp nhân tộc hợp thể những tu sĩ nhân tộc khác há dám trêu chọc hắn mấy xúc tu trên khóe miệng của đầu ma tộc đầu chọc cao dài rung lên liên tục lắc đầu nói không chừng rất có thể xảy ra trong nhân tộc cũng có vài món bảo cụ có uy năng cực lớn vượt cấp giết người hoặc là vài tu sĩ luyện hư hậu kỳ tinh thông liên thủ đồng dạng cũng rất khó giải quyết Lam tôn giả cười hắc hắc nói, hiện tại khu cứ điểm nhân tộc này đều bị người của chúng ta bao vây, há có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Ma tộc đầu chọc ha ha cười, bộ dáng không cho là đúng. Mà khi tiếng cười vừa dứt, đột nhiên một hồi tiếng vang trầm thấp từ ma thân truyền ra, khiến hai đầu ma tộc ngẩn ra. Thế nhưng ma tộc đầu chọc lập tức vung tay lên, ô quang trong tay vừa chuyển, một địa bàn rõ ràng hiện ra trong lòng bầy tay, ngón tay nhẹ nhàng vê lên đó. Lập tức một tầng ba động trong suốt thoáng cái nhộn nhạo mở ra, vòng tròn tỏa ra ánh sáng trắng lóe lên, hiện ra gương mặt như chết đuối của một lão giả. Đúng là người mà bọn hắn vừa đề cập tới, lực lão quái, lực huynh, người không có trở lại đúng hẹn, ngược lại vận dụng la sâm ma khí liên hệ với hai người chúng ta, đây là có ý gì? Ma tộc đầu chọc lập tức nói chuyện với lão giả trong vòng tròn ánh sáng. Đúng vậy, hành động này tiêu hao rất nhiều ma huyễn thạch, cho dù chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu. Lực huynh vận dụng lung tung như vậy, thật sự là có phần không ổn. Vừa thấy bộ dáng cũng không bình yên vô sự của lão giả, trên mặt Lam Tôn giả cũng hiện ra thần sắc buông lỏng, thế nhưng trong lời nói vẫn có chút giận dỗi. "Hừ, nhị vị đạo hữu còn không biết, cháu yêu của ta trước đó không lâu vừa bị tu sĩ nhân tộc giết chết, hiện tại ta đang truy hung thủ. Nhưng mà đám người động thủ có khả năng là hợp thể nhân tộc, một mình ta chưa chắc có thể báo thù. Cần có hai vị đạo hữu giúp một tay. Sau khi chuyện thành công, bản tôn nguyện đem một nửa thu hoạch lần này thành thù lao tặng cho nhị vị đạo hữu." Hùng quang liên tục chấp động trong đôi mắt lão giả một sừng, mang theo bộ dạng căm hận nói. Hả, có loại chuyện này sao? Nhưng mà lực huynh làm thế nào biết kẻ ra tay chính là tu sĩ nhân tộc hợp thể? Ma tộc đầu chào cả kinh, xúc tu trên miệng rung rinh, hỏi. Hư, ta đã tới địa phương nơi cháu ta bị giết, nơi đó ngay cả một tia khí thức xung đột cũng không có, luyện hư tu sĩ bình thường làm sao có thể làm được việc này? Huống hồ tuy hung thủ đã rời đi được một đoạn thời gian, nhưng rất có khả năng chính là tu sĩ hợp thể gây nên khóe miệng lão giả một sừng thoáng co rút lại nếu là như vậy ngược lại có loại khả năng này thế nhưng lực huynh người đã biết số lượng chuyển xác của đám tu sĩ nhân tộc chưa lam tôn giả cũng ngưng trọng hỏi ừm um, ta có cảm ứng qua chỉ có khí thức của hai gã nhân tộc lưu lại lão giả một sừng không hề lưỡng lự trả lời a nếu là như vậy mà nói với ba người chúng ta quả thật không thành vấn đề thế nhưng mấu chốt chính là trên người chúng ta đều có trách nhiệm, vạn nhất lúc đang đuổi giết xảy ra sai lầm gì, chỉ sợ thánh tổ đại nhân sẽ trách tội. Ma tộc đầu chọc lại lộ vẻ do dự, tu sĩ hợp thể nhân tộc đã xuất hiện tại đây, không cần hỏi cũng có thể khẳng định là có mưu đồ với thánh tộc bọn ta. Nếu như chúng ta có thể giết được một hai tên tu sĩ hợp thể, cũng đã thành công phá hủy mưu đồ của bọn chúng, thánh tổ đại nhân nếu biết sẽ trọng thưởng cho chúng ta, như thế nào lại trách tội chứ? Lại nói, ba người chúng ta liên thủ tu sĩ nhân tộc hợp thể cùng bậc nói không chừng chỉ có một người mà thôi, cho dù hợp thể đại thành chúng ta cũng xê ó thể đấu lại, cũng không có nguy hiểm gì đáng nói. Như vậy đi, nhị vị đạo Hiếu chỉ cần giúp ta báo thù này, ngoại trừ chỗ tốt tại lần thánh tế này sẽ phân cho các ngươi một nửa, mà ngay cả cây hủ ti chi quý hiếm nhiều năm của ta cũng tặng cho các vị làm thù lao. Lão giả một sừng cắn răng nâng chỗ tốt lên không ít. a à, xem ra lực tôn giả thật sự nóng lòng báo thù, ngay cả bảo vật này cũng lấy ra. Nếu như là thật, vậy mễ mỗ xuất thủ một lần cũng không phải là không được lam huynh ý của ngươi như thế nào ma tộc đầu chọc hai mắt sáng ngời rất động tâm lực đạo hiếu ngươi có chắc chắn hung thủ chỉ có hai người không sắc mặt lam tôn giả cũng có phần động tâm thế nhưng hắn vẫn cẩn trọng hỏi lại một lần hư lam đạo hiếu còn lo lắng về năng lực của lực mỗ sao nếu như trên đường hành động ngươi cảm thấy có chỗ nào sai mà nói tại hạ sẽ không miễn cưỡng nhị vị đạo hiếu xuất thủ lão giả một sừng hư một tiếng trên mặt hiện ra chút giận dữ, nhưng lại cố nén xuống. Được, có câu nói này là được rồi, hai chúng ta lập tức đi tụ tập với lực đạo hữu Thế nhưng đạo hữu ngàn vạn lần đừng để mất dấu vết của hai gã tu sĩ nhân tộc. Trên mặt Lam Tôn giả lộ ra nụ cười, nói, hai gã tu sĩ nhân tộc đã giết chết hậu nhân của ta, trừ phi đám người này bay xa khỏi phạm vi tỷ dặm nếu không cho dù chạy tới chân trời góc biển cũng không thể trốn thoát khỏi bí thuật truy tung của ta. Lão giả một sừng giữ tận cười, khẩu khí thập phần tự tin. Tiếp đó trên trạn bàn, ánh sáng trắng lóe lên, bóng ảnh của vị lực tôn giả này thoáng cái tán loạn biến mất, tự chặt đứt liên lạc. Hắc hắc, ta đang phân vân lực lão quái tại sao lại kéo dài như vậy, nguyên lai like đúng là gặp loại chuyện này. Đúng là cũng khó trách, nếu là hậu nhân duy nhất của ta bị người giết, ta cũng nhất định phải bắt lấy hung thủ, tra tấn một năm nửa năm cuối cùng mới diệt sát hắn. Ma tộc đầu chọc cười lạnh, tu vi giống như chúng ta, trên cơ bản rất không có khả năng có được hậu đại nữa, Tự nhiên phải có vài phần xem trọng bọn nó. Nếu như có nhiều hậu đại còn may mắn, như Lực lão quái chỉ có một người, trong đám chúng ta cũng là người hiếm thấy. Khó trách lúc này hắn lại động nộ, không tiếc xuất huyết nhiều như vậy. Lam Tôn Giả cũng mỉm cười nói, chẳng qua chỉ là hai gã nhân tộc mà thôi, hẳn là không thành vấn đề. Đã vậy chúng ta lập tức khởi hành thôi, nếu như tồn tại nhân tộc hợp thể, giết chết nói không chừng lần này thu được một số trọng bảo đó trong ánh mắt của ma tộc chọc đầu lóe lên quang mang tham lam. Tự nhiên rồi, đã đáp ứng lực lão quái, chúng ta cũng phải làm hết sức thôi. Đi, Lam tôn giả gật gật đầu, lúc này hai tay nhoáng lên, Lam sắc điện hồ lốc bốc loạn hưởng, lại biến thành một đôi nhục xí Lam sắc. Đôi cánh này vô cùng dữ tợn, chẳng những mặt ngoài trải rộng gai xương Lam sắc, còn có vô số điện hồ quấn quanh người hắn, giống như lôi công trên bầu trời buông xuống vậy. Khi song xí khép lại, từng đạo Lam sắc điện hồ lóe lên, thân thể hắn lập tức biến mất trong hư không, sau đó lại một lần nữa hiện ra, đã là địa phương cách chỗ cú mấy trăm trượng. Thấy vậy, mà tộc đầu chào cúng khẽ cười một tiếng, tay áo rung lên, một đoàn hồng quang bắn ra, xoay tròn một cái liền biến thành một đoàn vân vụ xích hồng bao vây lấy thân thể vào trong đó. Sau đó hồng quang lóe lên, hồng vân nhanh như chớp đuổi theo. Hai người một trước một sau trong nháy mắt di chuyển được hơn trăm dặm, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất trong hư không. Mà ở một địa phương khác, lão giả một sừng cũng không hề dừng độn quang đợi hai người, mà thi triển ra một loại bí thuật tăng tốc độ lên ba phần. Bởi vì vị tôn giả ma tộc này rất rõ, mặc dù có quan hệ tới bí thuật huyết mạch, hắn có thể tạm thời tập trung vị trí của đối phương, thế nhưng thời gian tự nhiên có phần hạn chế, hoặc một khi đối phương phát hiện dị tưởng sẽ dứt khoát dùng truyền tống trận thoáng cái chạy ra khỏi phạm vi hàng tỷ dặm, bản thân rất có thể sẽ mất mục tiêu. Cho nên trước khi chưa đuổi bắt được mục tiêu, hắn sẽ không buông lỏng Dù sao đằng sau hắn có đại viện binh, cho dù mục tiêu thật sự rất khó giải quyết, bản thân cũng không đơn độc đả đấu, trước tiên ngăn cản đối phương thì vẫn có thể làm được. Trong lòng nghĩ vậy, lão giả một sừng mang theo một bụng tức giận tiếp tục mau chóng đuổi theo. Mà lúc này, Hàn Lập tự nhiên không hề hay biết, vẫn cùng ngân quang tiên tử bay về phía tòa thành ỷ Thiên. Bởi vì cũng không phải chạy chối chết như tranh đấu với người, mà tốc độ cũng không chậm, thế nhưng dù sao vẫn thấp hơn hai vị ma tộc ở phía sau. Theo thời gian qua đi, khoảng cách giữa ba người tự nhiên thu hẹp lại một chút, qua một ngày một đêm, khi Hàn Lập đang trò chuyện cùng Ngân Quang Tiên Tử về chuyện có liên quan tới khỉ thiên thành bốn đại tông môn, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, tay áo rung lên, một cây thước ngắn màu bạc lóe lên, hiển hiện ra cuối cùng biến thành thước ảnh lớn hơn 10 trượng thoáng cái chém về phía sau. Phốc một tiếng, một cây côn màu đen bỗng nhiên từ trong hư không lộ diện, va chạm với thước ảnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, một đoàn ánh sáng chói mắt lập tức xuất hiện, ba động phảng phất như có thể xé rách hư không tản ra, cả phiến hư không như muốn sụp đổ. Ngân quang tiên tử cả kinh, thân hình thoáng cái từ trong bạch vân biến ảo, lộ ra vẻ kinh nghi nhìn về phía vụ nổ. Hai mắt hàn lập nhíu lại, thần sắc khôi phục như thường, bộ dạng không hề sợ hãi, tiếp tục giơ tay khẽ vẫy. Vèo một tiếng, đoàn thước màu bạc liền phá vỡ hư không một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay. Vầng sáng chói mắt thu lại, rốt cuộc tất cả ba động tan rã, phiến hư không kia thình lình xuất hiện thân ảnh lão giả một sừng. Chẳng qua lúc này thân hình hắn đã biến thành bộ dáng cao tới 5-6 trượng, trên tay cầm một cây côn đen nhánh, ánh mắt hung dữ chằm chằm nhìn Hàn Lập. Ma tộc tôn giả, thần niệm của Ngân Quang Tiên tử nhẹ quét về phía đối phương sau đó ngọc dung cả kinh, không chút phân vân, tay bấn pháp quyết, một hồi ngân quang lưu chuyên quanh thân, từ đó toát ra hai đạo ngân sắc loan câu. Hàn quang lấp lánh, một thanh bên ngoài có minh ấn bạch sắc loan nguyệt, một thanh minh ấn lại là hình cầu xích hồng. Hai kiện binh khí hơi lắc lư, phụ cận lại ẩn ẩn có vô số vì sao lập lòe, hiển nhiên là một kiện bảo vật khó lường. Trông thấy lão giả một sừng, ánh mắt hàn lập lóe lên, cũng không nói hai lời, đột nhiên đánh ra một trường lên lồng ngực của mình. Phanh, thanh âm muộn hưởng vang lên, kim quang chấp động trên thân, hắn há miệng phun ra một thanh khí hắc ti. chương 1890, kịch chiến tam ma thượng. Quả là thế, lúc trước ta giết một đám người trong ma tộc, các hạ hẳn là có quan hệ mật thiết với đám người đó cũng chỉ có loại bí thuật huyết mạnh loại này mới có thể bất chi bất giác truy tung dấu vết của ta mà thôi. Nhưng mà vừa rồi tâm tình của các hạ không hề yên ổn, thậm chí còn dẫn động cả dấu hiện huyết mạch, nếu không, hàn mỗ không có khả năng phát giác ra sự tồn tại của đạo hữu. Hàn lập cười mà như không cười nói, tay áo vung lên tỏa ra một đoàn thanh khí, một đoàn ngân sắc hỏa cầu bắn ra, thoáng cái biến đoàn thanh khí thành cho tàn. Với tu vi của các hạ, chắc hẳn cũng không phải là hạng người vô sanh trong ma tộc, trước tiên hãy xưng tên ra đi trong mắt ngân quang tiên tử lóe lên một tia sát khí hư lão phu là lực tôn giả dưới chướng huyết quang thánh tổ đại nhân loài người là ngươi giết tôn nhi của ta hôm nay ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả rút hồn luyện phách lão giả một sừng tu đối mặt với hai tu sĩ hợp thể kỳ không ngờ lại không hề sợ hãi ngược lại hai mắt chằm chằm nhìn hàn lập nói vậy ư vậy cũng phải xem các hạ có loại bổn sự này hay không đã hàn lập ha ha cười không hề tức giận điều này cũng khó trách với thần thông của hắn, chỉ là một tên ma tộc tu vi hợp thể sơ kỳ, thật đúng là không đáng để trong mắt. Bằng vào một mình ngươi mà muốn tranh đấu cùng hai người chúng ta. Hàn huynh, không cần nói nhảm nhiều với hắn. Tên ma đầu này lẻ loi một mình xuất hiện tại đây, đúng là cơ hội cho chúng ta giết chết hắn. Lời nói của ngân quang tiên tử lạnh thấu xương, hai ngân câu trước người vừa động, đột nhiên huyễn hóa ra câu ảnh ngân sắc dày đặc, ùn ùn tỏa ra. Hàn lập thấy vậy, khóe miệng cũng nhếch lên khẽ cười. Lời nói của Ngân Quang Tiên Tử chính là hợp với ý của hắn, lúc này ống tay áo hắn cuộn lên, thước bạc trong tay một lần nữa xuất ra. Ngân Quang trói mắt, một đạo thước dài chừng 10 trượng một lần nữa bắn ra, chỉ một lần chấp động, phát sau mà đến trước người lão giả một sừng, không hề khách khí chém lên thân thể hắn. Lực tôn giả thấy vậy liền gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản trường côn hắc sắc cầm trong tay đột nhiên nhoáng lên, lại huyễn hóa ra tường côn hắc sắc thật dày, thủ hộ chặt chẽ bản thân ở trong đó. Ngân sắc thước ảnh chém lên côn ảnh, không ngờ lại rung lên rồi bắn ngược trở lại như đụng phải lực lượng vô hình quỷ dị nào đó vỡ vụn tán loạn không gây ảnh hưởng mảy may tới phòng ngực của côn ảnh lúc này vô số đạo câu ảnh cũng đã xa kích tới thế nhưng mặt ngoài côn ảnh lại nổi lên một hồi ngân mang cương mãnh tất cả câu ảnh đều lóe lên rồi bị hủy diệt sau khi vang lên hai tiếng trong trẻo hai ngân câu cũng bị bắn ngược trở lại hiện lại nguyên hình ngân quang tiên tử thấy vậy ngọc dung trầm xuống pháp quyết trên tay lập tức biến đổi hai ngân câu xoay tròn sau đó đột nhiên hóa thành hai đạo ngân mang phóng lên trời, lập tức chui vào, biến mất trong hư không. Sau một khắc cả thiên không đột nhiên kịch liệt ba động, thiên địa nguyên khí trong phạm vi mười dặm bỗng nhiên được điều động một cách quỷ dị, trong sát na vô số phù văn bạch hồng từ trong hư không tuôn ra, quay tiết một vòng, liền ngưng tụ thành hai luồng ánh sáng mông lung lớn cỡ hơn mẫu. Một đoàn bạch quang óng ánh vô thanh vô tức, một đoàn hồng hà quay cuồng, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm, đồng thời áp xuống phía dưới. Vừa thấy thanh thế của hai luồng quang hà này, lão giả một sừng cũng thầm cả kinh, hai tay run lên, côn ảnh trong tay đột nhiên hóa thành một đạo gió lốc minh mông đen kịt, trực tiếp cuốn về phía hai luồng quang hà trên không trung, ý muốn dùng một kích cưỡng chế phá giải. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập ở phía xa bất động thanh sắc, bỗng nhiên hai tay trà sát, thước bạc trong tay đột nhiên lóe lên hào quang, bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị. Sau một khắc, sau lưng lão giả một sừng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, đoàn thước lặng lẽ nhô ra, hóa thành một đạo thất luyện kích xạ ra, tốc độ như sấm ảnh điện quang. Không kịp đề phòng, lão giả một sừng bỗng chốc bị tầng ngân sắc thất luyện bao vây vào trong, giống như bị thiểm điện quấn mấy vòng. Lão giả một sừng thoáng cái phát ra thanh âm giận dữ, hắc mang ngoài thân phóng đại, phảng phất như muốn chấn vỡ ngân sắc thất luyện, thế nhưng đây chỉ là chuyện si tâm vọng tưởng. Lúc này côn ảnh biến thành gió lốc màu đen lại thoáng cái va chạm với quang hà trên không trung. Sau một tiếng nổ trời long đất lở, cả thiên không hơi lắc lư, gió lốc màu đen thoáng cái biến thành hai cây kình thiên đại trụ độc nhất vô nhị, hung hăng đập lên hai luồng quang hà, bộ dạng như tiến được vào nửa phần quang hà vậy. Mà hai luồng quang hà lưu chuyển, tách ra thành một đảo ánh sáng giống như bạch nguyệt, một vòng ánh sáng xích hồng kiêu dương. Hai vật tản mát ra quang mang chói mắt, bọc lấy hai cây đại trụ, nhất thời vây hai cây trụ này vào bên trong. Mặc dù trong miệng lão giả một sừng liên tục gầm nhẹ, hai tay tuôn ra đại lực, thế nhưng không làm cách nào có thể rút được hai cây đại hắc côn ra, phảng phất như mọc rễ trong loan nguyệt cùng hồng nhật vậy. Thấy một màn này, khóe miệng Hàn Lập cũng nổi lên một tia cười lạnh, đồng thời lại cách không điểm một cái. Nguyên bản ngân sắc thất luyện đang bao lấy lão giả, bỗng vù vù đại khởi, mặt ngoài lập tức hiện ra nguyên một đám phù văn ngân sắc, sát nhập sinh ra một cỗ đại lực mạnh mẽ về phía lực tôn giả, trong nháy mắt cũng đánh tan hơn phân nửa hắc mang hộ thể của đối phương. Lão giả thấy vậy, mặc dù vạn phần không muốn bảo vật rời tay, thế nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ buông đại côn ra, nhưng sau đó ánh mắt hắn tỏa ra hung quang, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hơn nữa còn mở miệng quát to một tiếng. Một màn kinh người xuất hiện, nguyên bản thân thể của vị lực tôn giả này rất khổng lồ, thế nhưng lúc này thoáng cái một lần nữa bành trướng, khối cơ thịt trên bả vai gồ lên, phát ra thanh âm bụp bụp kinh người, sau đó thoáng cái biến thành hai cái đầu lâu độc nhất vô nhị. Sau lưng của hắn đồng thời xuất hiện bốn khối huyết nhục quỷ dị, cũng chấp động trong màn hắc quang, biến thành hai đôi cánh tay tất hắc. Trong nháy mắt lão giả một sừng biến thành ma vật ba đầu sáu tay, hơn nữa trên thân còn tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, khí tức cường đại gấp đôi so với vừa rồi. Nguyên bản tu vi hợp thể sơ kỳ thoáng cái tăng lên tới hợp thể trung kỳ. Tu vi tăng mạnh, trên mặt lão ma đầu này hiện ra thần sắc dữ tợn, sáu tay vừa chuyển, sáu cây hắc sắc ma kiếm xuất hiện, kiếm quang lóe lên, chỉ thấy vô số hắc ti phảng phất như đại võng bộc phát ra. Nguyên bản bị ngân sắc thất luyện bao phủ, lúc này chợt vang lên tiếng suy suy xé gió. Lập tức bị chém thành vô số mảnh vỡ. Vừa thấy cảnh này, thần sắc của Hàn Lập liền biến đổi, không cần suy nghĩ, bàn tay lăng không xuất ra một chiêu. Nguyên bản ngân sắc thất luyện bị phá vỡ, thế nhưng một đạo linh quang vừa điểm tới, lại lần nữa ngưng tụ như lúc ban đầu. Thế nhưng thoáng cái trì hoãn, thân hình ba đầu sáu tay của Lực Tôn giả khẽ động, liền thoát khỏi trói buộc, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, tại địa phương cách đó hơn 10 trượng chợt ba động, hắc sắc thân ảnh chợt xuất hiện. Đầu ma này giống to một tiếng ma khí quanh thân quay cuồng, từng đạo ma vân đen kịt nổi lên, tiếp đó tốc độ bành trướng của thân hình nhanh không tưởng nổi, lại biến lớn hơn trăm trượng, tiếp đó sáu cánh tay vung lên, hắc quang chợt lóe, sáu thanh cử kiếm bỗng biến mất một cách quỷ dị, vài đại thủ tựa hồ như những ngọn núi phân biệt tản ra. Hai cánh tay xông về phía Loan Nguyệt cùng Hồng Nhật, hai cái lại phân biệt xông về phía Hàn Lập cùng Ngân Quang Tiên Tử. Ẩn ẩn mang theo từng trận ma phong, khí thế cực kỳ kinh người. Cuối cùng 10 ngón tay trên hai bàn tay liên tục biến ảo búng ra, pháp quyết liên tục được thôi động. Cùng lúc đó bốn mắt trên hai khỏa đầu lâu trái phải khép lại, khóe miệng khẽ nhếch, lại hấp thụ một loại phù văn bất định, còn có tiếng chú ngữ ẩn ẩn truyền ra. Hai cái ngân cầu biến thành loan nguyệt, hồng nhật được điều khiển vô dụng huyền diệu, nhưng khi tu vi của ma vật tăng lên, tung ra một kích, thứ vũ khí này cũng khó có thể kiềm giữ hai hắc sắc đại côn. Chúng nó rung lên một chút, sau đó hóa thành hai đạo hư ảnh xả kích ra, chỉ thoáng cái chấp động đã rơi vào trong hai ma thủ. Hai đạo hư ảnh hợp lại, lập tức lại trở thành một cây đại côn hắc sắc cử đại như cũ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy thiên không trước mặt chợt ảm đạm, một đầu cự trưởng màu đen đã tới trước mặt, đồng thời một cỗ mùi vị tanh hôi đập vào mặt. Trên mặt Hàn Lập không hề có chút dị sắc, kim quang trên người lưu chuyển, tay áo khẽ động, bàn tay lộ ra, biến ảo thành một đầu đại thủ màu vàng hướng không trung ninh tiếp. Chưa chính thức tiếp xúc, thế nhưng mặt ngoài hư ảnh đại thủ màu vàng đã nổ mạnh, vô số điện hồ màu vàng bắn ra lóe lên, Năm ngón tay đan sen cùng cự trưởng màu đen. Một tiếng lôi minh vang lên, vô số kim ti bắn ra, ma thủ giống như gặp khắc tinh, một kích đã bị diệt. Ngân Quang Tiên Tử ở bên kia cũng không dám trực tiếp đón một kích này, trong nháy mắt ma thủ bổ tới, thân hình nàng liền biến thành một cỗ thanh phong, trực tiếp biến mất. Ma thủ thoáng cái đánh vào hư không, hắc khí chấn động một hồi. Tại nơi mà lão giả một sừng hóa thân thành chân thân ba đầu sáu tay, thấy công kích của mình không hiệu quả, gương mặt hắn thoáng cái trở nên dữ tợn miệng hai khối đầu lâu khác cũng dừng niệm pháp quyết hai tay trưởng bấm niệm pháp quyết đột nhiên điểm qua hư không xuyên về phía hàn lập cùng ngân quang tiên tử hai đạo tiêm minh thoáng cái từ trên đầu ngón tay phá không bắn ra là hai đạo huyết ti chỉ lóe lên rồi tiếp nhập vào hư không biết mất không còn thấy đâu nữa nguyên bản hàn lập sắc mặt không chút biểu tình lúc này bỗng nhiên trầm xuống một tay đột nhiên vung lên một ngọn tiểu hắc sơn minh mông thoáng cái hiện ra cao chừng bảy tám trượng đem tất cả thân hình của hắn bao phủ lại chính là nguyên từ cực sơn. Sau một khắc, huyết ti lóe lên xuất hiện tại hư không cách đó mấy trượng, chẳng qua chỉ khẽ động đã hung hăng cuộn lấy tiểu hắc sơn. Phốc một tiếng, huyết ti thoáng cái đánh sâu vào trong hắc sơn, hắc ti lóe lên, sau đó không tiến thêm được nữa, chỉ xâm nhập được sâu vài thước liền tán loạn rồi biến mất. Sắc mặt hàn lập hơi đổi, nguyên từ cực sơn này có lực phòng ngự rất mạnh, tự nhiên không ai có thể rõ ràng điều này hơn hắn. Kiện pháp bảo này sau khi trải qua vô số tài liệu chân quý tế luyện mấy lần, thậm chí thông thiên linh bảo bình thường cũng vô pháp lưu lại mảy may vết thương trên mặt nó thế nhưng tình huống trước mặt thiếu chút nữa đã bị xuyên thủng có thể thấy được uy năng của huyết ti này đáng sợ cỡ nào trách không được lão ma kia sau khi biến thân cũng phải thận trọng chuẩn bị một phen mới dám thi triển ra nhưng mà công kích này mặc dù đối với hắn chẳng là gì thế nhưng với tu vi của ngân quang tiên tử chỉ sợ không dễ dàng tiếp được tâm niệm của hàn lập như điện suy ngẫm thoáng cái chợt nghe thấy bên kia truyền tới một tiếng kêu đau đớn ánh mắt hắn vội quét qua đã thấy ngân quang tiên tử dùng tay đè chặt vết thương trên đầu vai, thân hình run lên liên tục lùi lại vài bước. Trước người nàng xuất hiện một mặt tấm chắn màu hồng, một kiện phiên kỳ, cùng một khối ngọc bài, hóa thành ba đoàn quang hà ngăn cản trước người, thế nhưng nguyên một đám lúc này phát ra ánh sáng ảm đạm, tựa hồ đã bị tổn thương nghiêm trọng. chương 1891, kịch chiến Tam Ma Trung Lúc này mỹ mâu của ngân quang tiên tử sau khối mặt nạ không ngờ lại toát ra một tia đau đớn, đột nhiên một cỗ hơi thở đàn hương từ trong miệng khẽ phun tỏa ra một đạo bạch sắc tiểu kiếm kiện phi kiếm này chợt lóe lên liền biến thành ngân quang bao vây quanh thân thể nàng chém mạnh làm đứt rời cánh tay miệng vết thương quỷ dị lập tức được chữa trị ngay cả một giọt máu cũng không có cánh tay ngọc vừa rơi khỏi thân thể trong nháy mắt liền phát ra một tiếng phốc suy bỗng chốc bị một đoàn huyết diễm bao vây hừng ngực thiêu đốt nháy mắt đã biến thành cho tàn thực huyết ma diễm quả nhiên là loại ma diễm cực độc hàn huynh cẩn thận đấy đây là một loài ma diếm cực lợi hại trong tứ đại ma diếm của ma tộc. Một khi nhiễm phải, trừ phi là có các loại dị bảo trong truyền thuyết hộ thể, ngoài ra không còn cách nào có thể khu trừ. Ngân quang tiên tử quá sợ hãi, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở hàn lập. Tiếp đó bàn tay vừa đảo, trong tay lóe lên thanh quang, một viên đan dược bạch sắc tỏa ra mùi thơm ngát bỗng nhiên xuất hiện, nàng lập tức đem nó nuốt vào trong bụng. Trong sát na, chỗ tay cụt xuất hiện một đạo thanh sắc lượn lờ, một cánh tay dị thường trắng nõn một lần nữa mọc ra, giống y như cánh tay lúc trước. Thế nhưng Ngọc Dung sau tấm mặt nạ của Ngân Quang Tiên Tử lại cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên nàng vừa thi triển công pháp chi thể trọng sinh đã phải trả một cái giá không nhỏ. Thực huyết ma diếm, không ngờ lại là vật này, xem ra hàn mỗ thật đúng là đã xem thường các hạ rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, điều này nói lên địa vị của ngươi ở trong đám tôn giả ma tộc chỉ sợ không tầm thường, càng có giá trị lớn. Ánh mắt hàn lập nhìn lướt qua cánh tay mới mọc của Ngân Quang Tiên Tử, lại nhìn ma vật ba đầu sáu tay phảng phất như tiểu sơn đối diện, sát khí trong mắt thiểm hiện. Muốn giết ta, chỉ bằng hai người các ngươi. Lão giả một sừng biến thành ma vật, sáu mắt đều trợn lên, trong ba cái miệng lớn đồng thời phát ra tiếng cuồng tiếu khinh thường, tiếp đó hắc sắc cự côn trong hai tay đột nhiên nhoáng lên một cái, hư không lập tức ầm ầm nổ mạnh, tràn ngập côn ảnh cự đại như một tòa Phật sơn, cuồn cuộn cuốn về phía Hàn Lập cùng ngân quang tiên tử. Côn ảnh chưa tiến tới, thế nhưng một cỗ linh áp làm cho người ta hít thở không thông khiến hư không phụ cận vặn vẹo, phảng phất như có uy năng khai thiên liệt địa vậy. Hư, xem ra các hạ còn quá tự tin vào sức lực của mình thì phải. Hàn lập thấy vậy, chẳng những không sợ, ngược lại đồng tử co rút lại, hai tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, kim quang quanh thân bỗng đại phóng, thân hình thoáng cái điên cuồng lớn lên. Chỉ trong một lần hô hấp, không ngờ thân thể hắn cũng biến lớn, là kim mau cử viên, răng nành giữ tợn lộ ra, Tiếp đó hai tay lăng không tung ra một chảo, một tòa hắc sắc sơn phong cùng một tòa thanh sắc sơn phong đồng thời xuất hiện trên tay hắn, hai tay dùng sức nâng lên, hai ngọn núi cự đại lập tức lại biến thành sơn nhạc cao mấy trăm trượng, chắn trước mặt côn ảnh ngập trời. Lực tôn giả biến thành ma vật, lực lượng cự đại khiến người ta trông thấy mà líu lưỡi, những côn ảnh kia vô cùng mãnh liệt, thế nhưng đánh lên trên hai ngọn núi chỉ bộc phát một hồi hào quang chói mắt cùng tiếng nổ ầm ầm mà thôi. Sau đó côn ảnh đầy trời tan đi, mặt ngoài hai ngọn núi ngoại trừ có một số vết lồi lõm ra cũng không thấy bị thương tổn gì lão giả một sừng thấy vậy ba khối đầu lâu đồng thời cả kinh lộ ra ánh mắt không thể tin được không có khả năng a à, ta tu luyện ma công cầu long đại lực đã đại thành tu sĩ nhân tộc hợp thể sao có người có khí lực lớn hơn ta chứ a à, biến thân của người này là lão giả một sừng thoáng kinh hô thế nhưng ánh mắt lại ngưng tụ cẩn thận dò xét hàn lập sau khi biến thân thành cử viên thần sắc bỗng nhiên lại lộ ra vài phần kinh nghi hắc hắc, khó có thể gặp được một người như các hạ. Vừa tới đã phi lễ, các hạ cũng nên tiếp một kích của ta chứ nhỉ. Sắc cử viên miệng phun tiếng người, hai ngọn đại sơn trong dây lát hợp lại, hai tay cử viên lại dùng sướng quăng về phía trước. Ông ông hai tiếng, sau đó hai ngọn núi mang theo hai đạo bạch ngân nồng đậm phá không bắn tới. Cách lão giả một sừng khoảng hai ba mươi trượt, một cỗ sức lực vô hình hóa thành ác phong chộp xuống. Nơi nó đi qua, hư không phảng phất như vỡ ra thành từng khúc. Chứng kiến cảnh này, trong lòng lão giả một sừng âm thầm sợ hãi, thế nhưng cũng không cam lòng, ba đầu đột nhiên quát lớn, hắc sắc đại côn trong tay múa lên. Trong nháy mắt từng mảng côn ảnh cuốn về phía hai tòa núi lớn. Oanh một tiếng long trời lở đất vang lên, ma vật ba đầu sáu tay chỉ cảm thấy hai tay tê dần, đại côn trong tay nóng lên, rời tay bay ra, đồng thời một cỗ đại lực oanh kích lên người, hắn không nhịn được mà há miệng phun ra một ngụm máu đem, đồng thời thân hình rung lên, chấn động bay đi. Hai tòa núi lớn chỉ thoáng đình chỉ trên không trung, cũng không bị tổn thương gì, tiếp tục hung hăng áp xuống phía dưới. Mắt thấy chỉ cần ép xuống sẽ khiến ma vật biến thành thịt vụn, lão giả một sừng quá sợ hãi, đột nhiên sáu cánh tay đồng thời tự động rời thân, hóa thành huyết phụ cuồn cuộn đem thân hình bao phủ lấy. Oanh một tiếng, hai tòa cửa sơn không chút khách khí ép xuống màn huyết vụ, nhưng bên trong không ngờ lại trống rỗng, lão giả một sừng cũng không biết đã thi triển bí pháp gì, quỷ dị biết mất tại chỗ. Hàn lập biến thành cử viên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó trong miệng rộng phát ra thanh âm giận dữ, đột nhiên hai tay vỗ lồng ngực, tại mi tâm mở ra, một con mắt đen kịt xuất hiện. Sâu trong đồng tử của con mắt này có hắc quang lưu truyền, một đạo cột sáng hắc sắc lớn cỡ bát cơm bắn ra, lóe lên tức thì chui vào trong hư không. Sau một khắc trên hư không bên ngoài mấy trăm trượng bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ trầm đục. Tiếp theo, một tiếng gầm nhẹ vang lên, thân ảnh cự đại của ma vật loạn choạng ngã ra khỏi phiến không gian này. Hàn Lập thấy vậy, cũng không hề trần chờ trực tiếp ném hai ngọn núi về phía đó. Hai ngọn núi lập tức rung lên, ngân văn mặt ngoài của một ngọn núi chấp động, một mảnh hào quang mờ ảo cuồn cuộn bay tới, mà trên ngọn núi còn lại lại có vạn đạo thanh mang tỏa ra vô số đạo vô hình kiếm khí. Hai thứ đan vào nhau, thiên địa cơ hồ biến sắc. Lão giả một sừng thấy vậy, sắc mặt lập tức tái đi, tiếp đó không hề do dự, hai chân đột nhiên dẫm mạnh lên hư không. Bang bang hai tiếng, cũng hóa thành hai cố huyết vụ, lại lộ ra một đôi cước cốt ngân sắc chẳng những ngân quang chớp động bên ngoài cước cốt, tại lòng bàn chân còn dán một đôi phù lục huyết sắc. Ba khối đầu lâu đồng thời đọc lên một đoạn khẩu quyết quái dị. Hai phù lục huyết sắc lập tức xì một tiếng liền bốc cháy, 10 tờ huyết văn lớn cỡ cái đấu lóe lên, lập tức xâm nhập vào bên trong cước cốt, phảng phất như khảm vào trong đó vậy. Một đôi ngân sắc cước cốt tức thì lóe lên linh quang, liền huyễn hóa ra một đôi ngân sắc phi luân, thoáng cái xoay tròn, sau đó huyết sắc ma diễm ẩm ẩm bốc cháy tại mặt ngoài mà bánh xe dưới sự thúc giục của hỏa diễm, thoáng cái điên cuồng vận chuyển, vèo một tiếng, sau đó liền biến thành một đạo cầu vồng huyết sắc lớn cỡ trăm trượng kích bắn về phía xa. Tốc độ cực nhanh, quả thực là nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã tới địa phương cách đó hơn nghìn trượng. Lão ma này thấy không cách nào đấu lại Hàn Lập, cho nên không hề do dự lựa chọn bỏ chạy. Hàn Lập tự nhiên là ngẩn ngơ, tiếp đó khẽ trao mày. Ma đầu kia lúc đầu làm ra một bộ dáng không chết không thôi, thậm chí còn biến ra cổ ma chân thân, Thế nhưng vừa gặp chút bất lợi đã lập tức làm ra quyết đoán như thế, ngược lại có phần ngoài dự liệu của người ta. Từ khi Hàn Lập biến thân thành cự viên, đến khi áp tới lực tôn giả bất quá cũng chỉ qua công phu mấy hơi thở, ngân quang tiên tử ở một bên nhân cơ hội này điều động linh lực lưu chuyển quanh thân một lần, sắc mặt cũng dễ coi hơn vài phần, vừa thấy một màn này nàng lập tức mừng rỡ, đồng thời vội vàng hô lớn một tiếng. Hàn huynh, không nên để ma đầu kia còn sống rời đi, vạn nhất hắn kéo theo đám ma tộc khác, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn đó. Vừa dứt lời, vị ngân quang tiên tử này trước tiên là điểm lên đôi ngân câu, thu hai kiện binh khí này vào trong tay áo, tiếp đó đan thủ giơ lên, thả ra một đầu phi toa bích sắc, thon thả uốn lượn, vừa lóe lên đã tiến nhập vào hư không. Một tiếng nổ vang lên, phi toa hóa thành một đạo bích quang đuổi theo, tốc độ không ngờ không thể so với huyết sắc cầu vùng phía trước. Bích thiên toa, thứ linh bảo trên vạn linh bảng này đã rơi vào trong tay nàng, chuyện này thật có phần không tưởng nổi. Nhưng mà tung ra truy đuổi lão ma kia nhưng tựa hồ như đã chậm một nhịp. Hàn lập quét mắt nhìn Bích Toa, có phần kinh ngạc thầm thì hai câu, khóe miệng lại nhếch lên cười lạnh. Sau đó hai tay hắn bỗng bấm niệm pháp quyết, cự viên bỗng chốc bị một tầng ngân quang quỷ dị bao phủ toàn thân, ở dưới mặt đất lăn một vòng, sau một tiếng thanh minh, một đầu ngân sắc đại bàng thân dài trăm trượng thình lình xuất hiện trên hư không. Cái này còn chưa tính, đại bàng dương cánh khẽ vỗ, thanh âm như sét đánh nổi lên, từng đạo ngân hồ bắn ra, lại có một đôi cánh óng ánh mọc lên đúng là phong lôi xí, thoáng cái đại bàng đã có bốn cánh lớn, đem thiên bằng biến thân cùng phong lôi xí kết hợp, đây chính là thủ đoạn phi độn thuật cực hạn mà mấy trăm năm trước Hàn Lập đã sáng tạo ra. Kim ngân sắc bốn cánh đại bàng đồng thời rung lên, thoáng cái hóa thành một đạo điện quang biến mất tại chỗ, chỉ có thể nghe thấy trong hư không chuyển tới thanh âm lôi minh liên tục, càng lúc càng phi xa. Mà lúc này, lão giả một sừng biến thành huyết sắc cầu vồng đã chạy xa được mấy chục dặm. Mà đầu một bên điên cuồng thúc dục ngân luân liên tục xoay tròn, một bên dùng con mắt không ngừng đảo quanh trên mặt ẩn ẩn có vẻ lo nghĩ lúc trước hắn đuổi theo hai người hàn lập đã cùng liên hệ qua một lần với hai vị đồng bạn hai vị này đều là tôn giả ma tộc hẳn là còn cách hắn không xa cho nên vừa rồi hắn mới thoải mái chiến một trận với hai tu sĩ nhân tộc hợp thể thế nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ nữ tu nhân tộc không tính nam tu sĩ nhân tộc giết cháu yêu của hắn lại có thần thông lợi hại như vậy siêu việt hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều khiến hắn ăn thiệt thòi không ít nhưng cũng không sao, vừa rồi hắn cũng chưa vận dụng sát chiêu lớn nhất của mình, sau khi tụ tập cùng hai vị đồng bọn, hắn sẽ quay lại tung ra một kích. Có lẽ có cơ hội giết hai gã tu sĩ nhân tộc hợp thể kia. Lão giả một sừng thầm tính toán như vậy, cho nên miễn cưỡng nén sự phẫn nộ lại, đồng thời trong miệng liên tục lẩm bẩm. Miệng vết thương trên vai lập tức tỏa ra một cỗ huyết vụ, đồng thời huyết nhục liên tục nhúc nhích, chỉ qua một lát, sáu cánh tay nguyên bản bị dụng lập tức mọc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Mà đúng lúc này, đột nhiên bên tai hắn vang lên thanh âm của một nam tử. Lực huynh, sao lại có bộ dạng chật vật như vậy? Hai gã tu sĩ nhân tộc kia khó giải quyết thế sao? Nhưng mà cũng không cần lo lắng, hai người chúng ta đã bố trí một tòa ma trận tạm thời tại vùng phụ cận này rồi, đem dụ dỗ hai người kia tới, sau đó ba người chúng ta đồng thời xuất thủ, nhất định phải giết chết hai gã nhân tộc hợp thể kia. Thanh âm này vô cùng băng lạnh, chính là thanh âm của ma tộc đầu chọc nọ. Chương 1892, kịch chiến Tam Ma Hạ. Khi nghe vậy, lão giả một sừng tự nhiên âm thầm mừng rỡ, lúc này hắn lập tức thay đổi phương hướng phi độn. Qua thời gian uống cạn tuần trà, mà đầu này liền thấy phía trước xuất hiện vài ngọn núi nhỏ tiêu điều, lúc này tâm thần mới buông lỏng, hắn lập tức quay đầu nhìn lướt qua tình huống sau lưng. Tại địa phương cách đó ngoài 10 dặm, một đạo bích quang cố hết sức đuổi theo. Gương mặt đầu lão ma này trở nên dữ tợn, ma diễm xoay tròn quanh thân liền trực tiếp phi thân về phía toàn núi nhỏ. Nơi đó chính là chỗ ẩn thân của hai lão giả ma tôn cao dai, hơn nữa còn bày ra một cỗ đại trận cực kỳ bí ẩn. Dựa theo suy nghĩ của lão ma này, tuy có người đuổi theo sát nút, thế nhưng chỉ cần có thể dùng trận pháp này giết một tên tu sĩ nhân tộc, chỉ còn lại hàn lập, bọn họ ba người cũng không e sợ. Ngân quang tiên tử ở trong bích toa phía xa chứng kiến cảnh này quả thực không hề trần chờ đồng dạng thúc giục linh bảo ra sức đuổi theo. Qua mấy hơi thở, hai người một trước một sau đã tới phụ cận tiểu sơn. Mắt thấy lão ma phía trước đột nhiên nhoáng lên, chuẩn bị chui vào trong một ngọn núi nhỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng lôi minh lăng không nổ trên đầu lão ma, tiếp đó điện quang lóe lên, tứ xí có ngân xả uốn lượn quấn quanh hùng hổ từ trong hư không hiện ra. Bốn cánh khẽ rung lên, điện quang chấp động, lại lần nữa biến mất. Sau một khắc lão ma chỉ cảm thấy tiếng sấm trên đỉnh đầu vang lên, một đôi cương trào cự đại phá không mà tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp né tránh mảy may. Giật mình kinh sợ, hắn chỉ có thể liều mạng lắc đầu, đem hai đầu lâu ở hai bên vai lệch đi, đồng thời linh quang hộ thể đột nhiên bộc phát tăng gấp bội, hóa thành một tầng ánh sáng chói mắt giống như thực chất. Phốc phốc linh quang hộ thể giống như tờ giấy mỏng, căn bản không ngăn được mảy may. Tiếp đó lão ma rên lên một tiếng thê lương, thân hình rung lên, rơi thẳng từ trên không trung xuống, hai cột máu đồng thời từ đầu vai hắn bắn ra, đột một bị cương chảo như thiểm điện xuyên thủng. Nhưng mà đầu ma này cũng không hề tầm thường, bất ngờ bị tổn thương, nguyên bản hai ma diễm dưới chân đang xoay tròn, lúc này rít gào một tiếng, thoáng cái biến thành hai huyết sắc hỏa cầu lớn cỡ đầu lâu, trực tiếp kích bắn vào trong hư không. Hỏa cầu chưa tới, một cỗ nhiệt khí như muốn thiêu rụi hư không đã ập tới. Mà cùng lúc đó, thân hình đầu lão ma này vặn vẹo, lại lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng mãnh liệt phi về phía ngọn núi nhỏ. Chỉ cần có thể tiến vào trong ma trận, có hai gã đồng bạn chờ sẵn tương trợ, hắn tự nhiên không cần sợ bị truy kích nữa. Nhưng bốn sải cánh lớn trên không trung lại vang lên tiếng hử lạnh, thân hình đột nhiên toát ra một tầng quang hà ngũ sắc, thân hình quay cuồng, không ngờ hóa thành một đầu khổng tước ngũ sắc phi thường diễm lệ. Linh vũ của linh cầm mở ra, từng đoàn từng đoàn vầng sáng ngũ sắc tách mở, lại hình thành năm đạo vầng sáng cự đại, liền kích xạ tới hai vòng tròn ánh sáng của đối phương. Mà khổng tước ngũ sắc khẽ với hai cánh, lại hóa thành một đoàn ngũ sắc quang hà, một lần nữa biến mất hai khối huyết sắc hỏa cầu bị vầng sáng kích xạ lên liền phát ra hai tiếng nổ trầm đục, xuyên thủng thành ba lỗ lớn, nhưng đạo vầng sáng thứ tư lại bị ngăn cản. Sau đó hai đạo vầng sáng ngũ sắc quang hà bỗng nhiên vòng lại, nhẹ nhàng quấn lấy hai khỏa huyết sắc hỏa cầu, khiến hai hỏa cầu biến thành đại quang cầu cự đại. Ầm ầm hai tiếng nổ lớn vang lên, hai khối đại quang cầu cự đại thoáng cái tự động bạo liệt, từng mảng ngũ sắc quang hà thoáng cái cuồn cuộn, cuộn tứ tán. Lão giả một sừng vừa bỏ chạy bị ngũ sắc quang hà này cuốn vào, hắn chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, không khí bốn phía phảng phất như trở nên sền sệt gấp trăm lần, thân thể không khỏi thoáng cái đình trệ. Không tốt, nhị vị đạo hiếu, mau tới cứu ta. Lão giả một sừng thân là ma tôn, kinh nghiệm tranh đấu cùng người tự nhiên là phong phú vượt qua rất nhiều so với tu sĩ bình thường, thấy tình huống như vậy, hắn biết bản thân đã hãm sâu vào cảnh nguy hiểm, lúc này rất cấp bách, hắn vội vàng hét lớn một tiếng. Thanh âm khiến hư không phụ cận ông ông rung động, đồng thời hai tay hắn không ngừng cố sức bấm niệm pháp quyết, ô quang quanh thân thoáng lưu chuyển, bỗng nhiên lại hiện ra một kiện chiếm giáp khắc hồng sắc, mặt ngoài trải rộng phù văn ngân sắc tinh mỹ, chỉ liếc qua cũng biết đây không phải vật tầm thường. Nhưng mà vị ma tôn này vừa xuất ra tầng phòng ngự chiến giáp, ngũ sắc quang hà đã cuốn vào bên trong, đột nhiên hai quyền đầu cự đại tràn ngập tiên diễm trực tiếp nện xuống ngực hắn. Khi bị cấm chế ngũ sắc quang hà công kích, lão ma căn bản không cách nào né tránh được, chỉ có thể liều mạng rót pháp lực toàn thân lên trên hộ pháp, chiến giáp hắc hồng sắc lập tức tỏa ra hào quang, đỏ thấm giống như mặt trời khi hoàng hôn vậy. Thế nhưng hiện tại phiên thiên chân ma của Hàn Lập cộng thêm một thân thần lực kinh người, sự lợi hại của hai nắm tay tuyệt không thua gì so với một kích toàn lực của Linh Bảo. Một tiếng nổ vang lên giống như ma sát pha chạm, nắm tay kim sắc thứ nhất hung hăng đánh lên trên ma giáp. Chỗ bị kích lên, thoáng cái rung lên như gợn sóng, lõm vào thành một hố to, thế nhưng phù văn ngân sắc lưu chuyển một hồi, ma giáp cũng không bị vỡ tan nhưng lại một tiếng vèo vang lên quyền đầu còn lại cũng như thiểm điện đánh lên vết lõm liên tiếp bị hai kích như cự trùy nền chúng ma giáp rốt cuộc không chịu được rác rắc lập tức bị phá vỡ lộ ra một tầng lân phiến u UH hắc bên trong nắm tay kim sắc không hề lưỡng lự liền oanh kích lên trên ma thân của lực tôn giả thế nhưng một tiếng trầm đục như gỗ khô gãy vang lên sau đó kim quang hắc mang đan vào nhau thân hình lão ma hơi nhoáng lên một cái nắm tay bị tầng lân phiến cứng rắn ngăn cản lão ma thấy vậy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười gần, sáu cánh tay đồng thời hướng qua bốn phía hư không tung ra một chảo, ma khí lượn lờ quanh năm ngón tay, quang hà diễm lệ một hồi vặn vẹo lắc lư quanh bốn phía, hư không cơ hồ bị một chảo này xé rách. Lúc này, trên tòa tiểu sơn trước mặt bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét dài, hai đạo ma ảnh từ trong đó kích xạ ra, hóa thành hai đạo kinh hồng lao thẳng về phía lão ma. Chính là hai gã tôn giả ma tộc hợp thể kỳ, nhưng vào lúc này, nắm tay kim sắc đánh lên thân thể hắn lại đột nhiên loạn hưởng, vô số điện xà kim sắc áp xúc như thủy chiều bắn ra, cũng trong nháy mắt hóa thành lưới điện cự đại, thoáng cái bao phủ toàn thân lão ma. Một hồi lôi điện đan sen, lão ma kêu thảm một tiếng thê lương, ma giáp trên người vỡ ra thành từng khúc, nguyên bản hắc sắc lân phiến nhìn như không thể phá vỡ, lúc này lại trở nên ảm đạm vô quang. Phốc một tiếng, năm ngón tay trên nắm tay kim sắc bung ra, hóa thành thủ trưởng thoáng cái găm vào lồng ngực lão ma. Tiếp đó kim hồ tại mặt ngoài năm ngón tay thu lại, một tầng hỏa diễm ngân sắc thay vào đó hiện ra, hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt liền bao vây toàn thân lão ma đầu này. Không, lão ma quát to một tiếng, trong nháy mắt bị ngân diễm cuồn cuộn bao phủ, biến thành cho tàn, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Lúc này ngũ sắc quang hà mãnh liệt bùng lên, một đạo bóng người kim sắc mờ mịt hoàn toàn hiện ra trong quang hà. Bóng người dần dần hiện rõ, chính là Hàn Lập, chẳng qua lúc này toàn thân hắn lập loè kim quang, là do hắn vận dụng phạm thánh chân ma tới mức tận cùng. Lúc này hai đạo ma ảnh ở phía xa biến thành kinh hồng cơ hồ cũng đã tiến tới không trung phụ cận. Độn quang thu lại, một tên ma tộc đầu chọc tướng mạo dữ tợn cùng một tên ma tộc cao dai mặt có dấu lam sắc ma vân hiện ra nguyên hình, cùng dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Hàn Lập cùng với ngân sắc hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt. Hàn Huynh, vừa rồi Huynh đã giết chết tên ma tộc tôn giả kia. Sau lưng Hàn Lập truyền đến thanh âm giật mình của một nữ tử, đồng thời ngân quang tiên tử cũng khống chế bích toa tiếp cận, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia hoảng sợ chỉ là may mắn thôi, thế nhưng hiện tại có chút phiền toái hơn rồi. Hàn Lập nhìn qua hai gã ma tộc cao dai vừa xuất hiện ở phía đối diện, thần sắc có phần âm trầm. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hướng phía trước tung ra một chiêu. Ngân sắc linh diễm hừng hực thiêu đốt lập tức phát ra một tiếng chim hót lanh lành. Tiếp đó tất cả ngân sắc ngưng tụ, liền biến ảo tê hành một đầu ngân sắc hỏa điều dài tới hơn một trường. Đầu hỏa điều này dương hai cánh, lập tức lóe lên trên đỉnh đầu hàn lập, trên dưới cực kỳ linh thông tình cảnh này khiến cho hai lão ma đối diện đồng tử co rút lại thần sắc càng trở nên ngưng trọng tốt tốt ngươi dám ở trước mặt hai người chúng ta giết lực tôn giả hôm nay nói thế nào hai người các ngươi cũng phải lưu mệnh lại tên ma tộc lam vân kia thở dài một hơi trên mặt hiện ra vẻ băng lạnh về phần tên đầu chọc ma tộc xúc tu trên miệng hơi rung lên cũng không nói lời nào bàn tay lập tức bấm pháp quyết quanh thân hiện lên một tầng hắc khí cuồn cuộn, cuộn sau đó ngưng tụ lại hóa thành từng phiến lá chắn lớn cỡ một xích đen nhánh thủ hộ trước người nhị ma. Tiếp đó bàn tay còn lại dương lên, một đạo ánh sáng xanh bay ra, biến thành một cánh cửa màu xanh cực lớn, đặt ngang trong hư không. Cánh cửa này cao chừng 10 trượng, dày chừng 8 thước, mặt ngoài loang lổ dì xét, đồng thời hai bên đều có minh ấn khối đại quỷ đầu mặt xanh nanh vàng, gương mặt cực kỳ hung ác dữ tợn. Vừa thấy không khỏi khiến người ta sởn tóc gáy, Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động, tâm thần lập tức đề cao cảnh giác đánh giá cánh cửa này. Về phần tên ma tộc Lam Vân lại gầm nhẹ một tiếng, hai tay dương lên, một cái túi da lam sắc nửa thước cùng 13 đạo ô quang kích xả ra. Túi da đón gió phồng lên, biến lớn thành một trưởng tiếp đó miệng túi hé mở, bên trong vang lên tiếng suy suy, trên trăm đoàn lam quang từ trong đó kích xả bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành hơn trăm con phi xả lam sắc óng ánh. Mỗi một con đều dài ba thước, toàn thân óng ánh, hơn nữa sau lưng mọc lên một đôi cánh bằng băng trong suốt, không ngừng ngoe nguẩy trên không trung. Về phần 13 đạo ô quang vừa mới rời tay, lập tức băng băng bạo liệt, quay cuồng trong hắc khí nồng đậm, biến thành hơn 10 cây ma phiên cao tới một trường. Đám phiên kỳ này đón gió mở ra, trên mặt đột ngột xuất hiện minh ấn hình vẽ nữ tử bán lóa thể đang dẫm trên bộ cốt khô, tướng mạo nữ tử này đẹp như hoa, rất sống động, có vẻ yêu mị dị thường. Tu ma thiên quỷ môn, tử mẫu chân ma phiên, ngân quang tiên tử rõ ràng nhận ra kiện bảo vật vừa mới xuất hiện sắc mặt nàng thoáng cái đại biến thất thanh hô to